Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quy Cao Điêu Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay 19 giờ 15 phút hàng ngày Trước khi đến với tập truyện cùng ngày hôm nay Các bạn cũng đừng quên ủng hộ cho kênh bằng cách Nhấn vào nút đăng ký hoặc là ấn vào hình quả chuông Để chúng ta có thể nhận được những thông báo mới nhất Khi có những tập truyện được phát sóng trên kênh Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập số 2 của bộ truyện Thế thân hoàn mỹ Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Tập 2 nhan tĩnh đàm không hiểu tại sao chị dư lại giải thích cho cô nghe chuyện của ngô nhất trì mà đáng lý ra người phải nói rõ ràng với cô là anh từ chị dư nhan tĩnh đàm mới biết thì ra từ lúc diệp thu lừa gạt cô bị ngô nhất trì biết chuyện họ liền không kết hôn hơn nữa năm qua ngô nhất trì luôn lấy lý do bận công việc mà lẩn tránh diệp thu chị dư nói lúc cô bay đến mỹ tìm anh đúng là anh không có ở los angeles và lúc đó anh đi sai đi Vì hạng mục khách sạn 7 sao của Arnold đã rơi vào tay của Bạch Lạc Thanh Chắc có lẽ chị Dư không biết bảng thiết kế kia là do cô làm Cho nên mới hết sức giải thích cho cô nghe Cô biết rõ tất cả nhưng đều sẽ không muốn mở miệng hỏi từ chị Dư Lúc chiều muộn nhân tĩnh đàm mới nhớ cuộc hẹn với chị Hứa Hân Hy Chị là trưởng cai trại giam mà nhân tĩnh đàm bị giam Chị ấy là người cô mang giúp đỡ mẹ con cô Hứa Hân Hy tuy chỉ là trường cai trại giam nữ hết sức bình thường Nhưng chị được rất nhiều người kính nể và kính trọng chị Chị có thể mở miệng nhờ người tìm hiểu chuyện của một ai đó hết sức dễ dàng Nhàn tích đảm không biết tại sao Bạch Dung Thiên lại dùng con gái cô muốn đối phó Ngô Nhất Trì Là ông ta quá để cao sức ảnh hưởng của con bé với Ngô Nhất Trì sao Hạng mục khách sạn năm sau kia Bạch Lạc Thanh đã thắng Vậy tại sao ông ta còn muốn đối phó với Ngô Nhất Trì? Càng nghĩ nhan tĩnh đàm càng cảm thấy khó hiểu. Bạch Trung Thiên nếu quả thật là ba ruột của cô, thì tại sao ông lại đem cháu gái ông đi uy hiếp cha con bé? Rốt cuộc là thù hận gì giữa họ mà ông ta có thể máu lạnh như vậy? Mẹ, mẹ không để ý đến con. Tiếng nói giận hờn của Liễu Nhiên kéo cô về thực tế. Nhan tĩnh đàm ôm bé con ngồi trong lòng mình, nhỏ giọng hỏi. Liễu Nhiên, con có muốn gặp ba không nhàn liễu nhiên chưa ý thức được câu hỏi của mẹ bé Nhưng bé biết ba là ai là gì trong câu hỏi của mẹ bé Bé ngừng đầu ngây thử hỏi Ba có bỏ mặt con không Nghe câu hỏi này của con bé Nhàn tĩnh đàm sững người Mà Ngô Nhất Trì từ cửa bước vào Cũng nghe được câu nói của con bé Anh bị câu hỏi của bé Làm anh tìm nhói lên một cái Nhàn tĩnh đàm không biết trả lời con bé như thế nào Tâm hồn trẻ thơ là một chỗ rất khó nhảy vào. Chỉ cần bạn lỡ lời hoặc hành động nào đó khiến bé đề phòng thì tâm lý của bé rất dễ bị tổn thương. Nhan tĩnh đàm không ngừng nhớ lại lời nói của chị Dư. Chị ấy nói lúc nghe tin liễu nhiên bị bắt cóc, ngôn nhất trì đã rất lo lắng. Ngay trong đêm từ sau đi bay về Mỹ, dùng tất cả quan hệ để tìm tin tức của liễu nhiên. Không đâu, bà rất quan tâm con. Nhan tĩnh đàm mỉm cười dịu dàng nói với bé Nhan liễu nhiên bỗng chốc rủ mắt Cái miệng nhỏ chu lên vì bất mãn Bé im lặng không nói Sao vậy con Nhan tĩnh đàm lo lắng Đưa tay nâng mặt bé lên mới thì mới biết Bé đang khóc Cô đau lòng ôm bé không ngừng dỗ dành Liễu nhiên đưa tay mũ mỉm Ôm chặt lấy cổ nhan tĩnh đàm Nước nổ nói Chú Lạc Thanh nói Nếu ba quan tâm thì đã không để mẹ đau lòng như vậy Mẹ đau lòng liệu nhiên sẽ không vui cuối cùng phòng bị mạnh mẽ của nhân tĩnh đàm hoàn toàn sụp đổ vì câu nói của bé con con gái cô nhỏ như vậy mà đã hiểu chuyện còn rất quan tâm tâm trạng của cô cô nghẹn ngào nhỏ giọng chú lạc thanh chỉ nói đùa con thôi ba không có làm mẹ đau lòng tiên sinh người làm kính cẩn lên tiếng khi thấy anh bước vào phòng khách nhân tĩnh đàm nghe người giúp việc chào anh liền vội vàng quay đầu lau nước mắt Liễu nhiên Còn có thể cùng gì lên phòng trước được không Nhan tĩnh đàm nhìn con gái mỉm cười nói với bé Nhan liễu nhiên nước mắt nhìn ngô nhất trì một cái Sau đó ngoan ngoãn theo người làm lên lầu Đợi người làm đưa liễu nhiên khuất sau cầu thang Lúc này nhan tĩnh đàm mới đưa mắt nhìn ngô nhất trì Lạnh giọng nói Đêm nay tôi ở lại đây Không có nghĩa là tôi sẽ không rời đi Ngô nhất trì ngồi xuống ghế sofa Dựa vào thành ghế Hoàn toàn không để ý Tôi sẽ để em đi Nhưng không phải bây giờ Nhan tĩnh đàm ép xuống cơn tức giận Muốn chất vấn anh Trong lòng cô còn nhiều nghi vấn chưa thể giác minh Cô muốn giác minh sự thật sẽ cùng anh nói chuyện rõ ràng Ngô nhất chỉ thấy cô không nói liền đứng dậy đi về phía tủ rượu rót cho mình một ly chất lỏng màu hổ phách Anh đưa lên khẽ nhấp một hớp Giọng trầm trầm vang lên Tại sao không nói cho con bé hiểu chuyện của chúng ta? Nhan tĩnh đàm đưa mắt nhìn anh Giọng đầy bi thương nói Anh muốn tôi nói như thế nào với con bé Nói ba là người đã đưa mẹ vào tù Mặc cho mẹ sống chết trong tù Không thèm nhìn lấy một cái Hay là nói ba vì người phụ nữ ba yêu Mà đưa mẹ vào tù Ngô nhất trì im lặng rất lâu Anh mệt mỏi Cất bước đi lên lầu còn không quên nói thêm Đi lên ngủ đi Nếu như chỗ ở không thoải mái thì em có thể nói với người giúp việc. Nhan tĩnh đàm nhìn bóng lưng anh dần khuất đi, cô chán nản mệt mỏi ngồi xuống ghế. Đến cuối cùng anh vẫn không mở miệng giải thích với cô một lần, thậm chí anh thà để cô hiểu lầm anh là người mua chuộc người trong trại giam đánh đập hành hạ cô, chứ không muốn mở miệng giải thích là anh không làm, hay nói là do Diệp Thu làm. Anh vẫn kiên quyết bảo vệ Diệp Thu. Chuyện không phải anh là người mua chuộc bọn họ, Hứa Hân Hy đã tìm hiểu giúp cô Anh thà tin tưởng Diệp Thu Cũng không muốn mở miệng nói với cô Vậy thì anh đưa cô đến đây Là ý gì Nếu như quả thật anh vì quan tâm tới con gái Mà mang cô đến đây Thì không cần để chị Dư ra sức giải thích với cô Hôm sau Vì không ngủ được khiến nhan tĩnh đàm mệt mỏi Cả đêm cô không ngừng suy nghĩ Về lý do ngô nhất chỉ đưa cô qua Mỹ Nhan tĩnh đàm nhìn con gái Đang chơi dưới sàn suy nghĩ lại bay đi xa Đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên Người giúp việc nghe xong Nên đến nói với cô Có người họ hứa tìm cô Nhàn tĩnh đàm cảm ơn người giúp việc Sau đó liền nghe máy Chị hứa Bên tai truyền đến giọng nói của hứa hân hy Tiểu đàm Chuyện em nhờ chị chị đã tra ra rồi Em có biết người nào tên là Ngô Tự Uyển không? Nhàn tĩnh đàm nghe đến cái tên này liền giật mình Giọng cô rôn dày Em biết Chị hứa có thể đừng hỏi em Mà chị hãy nói cho em nghe mọi chuyện Chị điều tra ra là cái gì được không Hứa Hân Hy im lặng Có lẽ hiểu được tâm tình của nhân tĩnh đàm Qua giọng nói Chị lên nói những gì mình tra được Bạch Dung Thiên cùng với Ngôn Kỳ Tân Trước đây luôn đối đầu với nhau Bao gồm về chuyện kinh doanh Phần lớn là liên quan đến người phụ nữ họ ngô kia Có thể vì năm đó Ngôn Kỳ Tân bị trúng gió Cho nên Ngôn Thị nên được Ngôn Nhất Trì tiếp nhận không ngờ Ngô Nhất Trì khiến Bạch Lạc Thanh sắp phá sản. Sau đó là vụ tai nạn của Ngô Tử Uyển có liên quan đến Ngô Nhất Trì. Nhan Tĩnh Đàm nghe xong cuộc điện thoại của Hứa Hân Hy đền ngồi trên ghế salon cả buổi. Người cứ giống như hồn không ở chỗ cô. Thậm chí Ngô Nhất Trì về mà cô cũng không biết. Ngô Nhất Trì bước vào im lặng nhìn Nhan Tĩnh Đàm rất lâu mà cô cũng không có phản ứng. Mẹ, liễu nhiên thấy ngô nhất trì liền đứng lên chạy đến ôm chân nhan tĩnh đàm lên tiếng non nớt gọi cô lúc này nhan tĩnh đàm mới hoàn tỉnh cô nhìn bé con sao vậy con liễu nhiên đưa mắt nhìn ngô nhất trì nhan tĩnh đàm cũng theo tầm mắt con bé nhìn theo lúc này cô mới phát hiện thì ra là ngô nhất trì đã về vì cô quá mức tập trung suy nghĩ mà không để ý ngô nhất trì đưa mắt sang người giúp việc đưa con bé lên phòng đi Nhan Liễu Nhiên nghe xong liền lập tức leo lên người Nhan Tịnh Đàm, hai tay bé ra sức ôm cổ cô. Nhan Tịnh Đàm nhìn anh, sau đó nhìn con gái nhỏ, cô ôm bé lên làm bé nhìn cô. Cô nhỏ giọng nói: "Bé con, con biết ba là gì không?" Liễu Nhiên đưa mắt liếc nhìn Ngô Nhất Trì, sau đó đưa ánh mắt to tròn nghiêm túc nhìn Nhan Tịnh Đàm gật đầu. Ngô Nhất Trì không nghĩ đến Nhan Tĩnh Đàm sẽ hỏi con bé như vậy anh càng ngạc nhiên khi con bé mới có hơn 2 tuổi lại hiểu lời nói của Nhan Tĩnh Đàm. Nhan Tĩnh Đàm hiểu bé con của cô rất hiểu chuyện. Cô hài lòng hôn lên hai má bầu vĩnh đáng yêu của bé, nhẹ giọng nói. Ngoan, gọi ba đi. Cô đặt bé xuống đứng đối diện với Ngô nhất trì. Liễu nhiên nhìn anh, đôi mắt to tròn có vẻ ngập ngừng, e sợ anh. Ngô Nhất Trì tưởng chừng con bé sẽ không gọi Nhưng khi nghe bé nhỏ giọng gọi Ba, Giọng nhỏ như mũi kêu Nhưng anh có thể nghe được Trái tim anh dâng lên một tình cảm Một cảm xúc khó nói thành lời Anh tiến đến ôm con bé Thương yêu vô hạn hôn vào má bé hai cái Liễu nhiên bị anh chọc cười khanh khách Ngô nhất chỉ sủng nịnh Ôn nhu nhìn liễu nhiên Ba mẹ có chuyện cần nói Con theo gì lên lâu được không Liễu nhiên đưa mắt nhìn nhan tĩnh đàm Thấy cô gật đầu Con bé liền nhỏ giọng nói Ba để con xuống con có thể tự đi ngoan ngô nhất trì hôn con bé thêm một cái nữa mới đặt con bé xuống liệu như đi theo người làm lên lầu con bé hiểu chuyện đến mức khiến người khác đau lòng ngô nhất trì đưa ánh mắt nóng bỏng nhìn nhan tĩnh đàm cảm ơn nhan tĩnh đàm rũ mắt mệt mỏi lên tiếng dù anh không quan tâm hay bỏ mặc con bé thì con bé vẫn là máu mủ ruột thịt của anh Liệu nhiên từ khi còn ở trong bụng tôi Đến lúc tôi sinh con bé Đều ở trong tủ So với những đứa trẻ cùng tuổi Tâm tư của con bé khác hơn Ngô Nhất Trì ngồi xuống bên cạnh cô Đưa tay kéo cô ôm vào lòng Cảm anh đặt trên đỉnh đầu cô Giọng trầm ấm như trước đây Anh đối với cô vang lên Chúng ta kết hôn đi Được Anh không hối hận chứ Nhan tĩnh đàm cười không nổi sẽ không Ngôn nhất chỉ im lặng một lúc mới trả lời Anh không biết cuộc hôn nhân này sẽ kéo dài bao lâu Nhưng anh muốn kết hôn cùng cô Không là vì bất cứ điều gì Chỉ là muốn cùng cô trải qua cuộc hôn nhân này Rất nhanh chuyện ngôn nhất trì và nhân tĩnh đàm kết hôn lan rộng ra ngoài Diệp Thu nghe tin họ kết hôn Liền không nhận được bay sang Mỹ Cô ta đến nhà ngôn không ngừng tỏ ra đáng thương Không nương nở trong mặt bà ngôn và ngôn tố Bà ngôn không ngừng an ủi Diệp Thu Tiểu Thu Chuyện này chắc là có hiểu lầm Để bác hỏi nhất chỉ xem sao Ngôn tố vốn không mấy để tâm Nhưng từ miệng bà ngôn nói ra Thân phận của nhan tĩnh đàm Cô liền không thích nhan tĩnh đàm Ngôn tố là chị gái ruột Lớn hơn ngôn nhất chỉ 2 tuổi Chẳng phải trước đây nhất chỉ Là vì em mà tống nhan tĩnh đàm vào tù sao Sao tự dưng hôm nay Lại muốn cùng cô ta kết hôn ngôn tố khó hiểu hỏi em chỉ là em quá yêu nhất trì không muốn nhàn tĩnh đảm dùng đứa con mà trói buộc anh ấy cho nên em mới đề nghị cô ta làm một chuyện diệp thu khóc đau lòng kể lại chuyện lần trước nhưng cô ta lại không nói chuyện mình bị ngôn nhất trì vạch trần cái gì nhàn tĩnh đảm có con với nhất trì sao hiển nhiên là bà ngôn và ngôn tú không biết chuyện họ có với nhau một đứa con phải cô ta có thai khi vào tù lại giấu nhất chỉ đến khi bị phát hiện. cô ta nể mặt dài đem đứa nhỏ đến đòi tiền nhất chỉ. chính vì chuyện này mà nhất chỉ mới không để ý đến con. Diệp Thu tỏ ra hết sức đáng thương nói. bà ngôn tức giận mở miệng. đúng là mẹ nào con nấy. cũng cùng một loại người mà ra. ngôn tố thấy bà ngôn tức giận liền lên tiếng an ủi. mẹ nhất định chúng ta phải cản nhất chỉ. nếu không kết cục cũng sẽ như ba. Diệp Thu một bên khóc nức nở. Trong lòng không ngừng cười thầm Nhất thì chỉ thuộc về một mình cô mà thôi Không nghĩ bà Ngôn ép chị Dư nói ra nơi ở của nhàn tĩnh đàm Bà Ngôn cùng Ngôn Tố hiền ngang bước vào biệt thự Bác gái Chị Tố Nhan tĩnh đàm thấy hai người họ đến Cũng đoán được là vì chuyện cô cùng Ngôn Nhất Trì kết hôn Nên mới đến Nhan tĩnh đàm theo lễ phép chào hai người họ Bốp Bà Ngôn không nói lời nào liền thẳng tay tát Nhan tĩnh đàm một cái Ngôn tố bị bà ngôn làm cho hoảng sợ Mà một màn này liền lọt vào đôi mắt đen láy của Ngô nhất trì Mẹ Liệu nhiên bị hành động của bà ngôn làm cho hoảng sợ Lập tức bỏ hoàng tử ca ca con bé thích nhất xuống sàn Đôi chân ngắn chạy đến ôm lấy chân nhan tĩnh đàm Nhan tĩnh đàm ôm bé con lên Con bé liền ôm chặt cổ cô Gụng đầu xuống và nhan tĩnh đàm Cô đưa tay vỗ nhẹ lưng con bé Nhỏ giọng an ủi ngoan mẹ không sao bé con không cần lo cho mẹ ngôn nhất trì bước vào giọng sắc lạnh vang lên hai người đang làm gì vậy anh đi đến bên cạnh nhàn tĩnh đàm đưa tay sửa lên mà cô vừa bị bà ngôn đánh nhưng cô nền né tránh ngôn nhất trì đưa tay ôm nễu nhiên nhất trì lúc này thấy sắc mặt ngôn nhất trì âm u bà ngôn mới ý thức được bà phạm sai lầm Chị Chị đến để nhìn đứa nhỏ của em Không có ý gì cả Ngôn tố trước giờ luôn e sợ thái độ lạnh lùng của ngôn nhất trì Anh và bà ngôn không hòa thuận Cô lại luôn trèo theo ý bà ngôn Cho nên tình cảm chị em của hai người cũng không tốt Tôi không muốn thấy hai người Hai người về đi Ngôn nhất trì không nhìn bà ngôn và ngôn tố Anh lạnh giọng lên tiếng Bà ngôn vì thái độ lạnh nhạt của con trai liền khó chịu Tức giận vì trước mặt nhan tĩnh đàm mà đuổi bà đi Nhất trì rõ ràng con biết cô ta là ai tại sao vẫn muốn cùng cô ta kết hôn ngô nhất trì một tay ôm liễu nhiên một tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của nhan tĩnh đàm xoay người nhưng giọng anh sắc lạnh kèm tức giận vang lên đó là chuyện của tôi nếu như hai người còn muốn nhìn thấy tôi thì nên an phận ở ngôn gia ở hưởng vinh hoa đi sau đó không đợi họ phản ứng cất bước lên lầu hôn lễ của ngô nhất trì và nhan tĩnh đàm rất đơn giản chỉ là một tờ chứng nhận hôn thú của hai người. Nhan Tĩnh Đàm vì gia đình Ngô Nhất Trì không thích mình, cho nên không muốn tổ chức hôn lễ. Ngô Nhất Trì chiều theo ý muốn của cô. Lúc này đây, Nhan Tĩnh Đàm ngồi trên giường, dỗ liễu nhiên ngủ, nhưng trong lòng thì nóng như lửa đốt. Hôm nay đã là ngày thứ ba cô từ chối chung giường chiếu với Ngô Nhất Trì. Mỗi lần cô đều lấy liễu nhiên làm cái cớ để khước từ, nhưng hôm nay cô thực sự không biết dùng lý do gì. Phải, Cô thừa nhận kết hôn cùng anh là có mục đích khác Nhưng cô không hề có ác ý với anh Hay là trả thù anh Cô chỉ là muốn xác minh một điều mà thôi Đang suy nghĩ miên man Nhàn tĩnh đàm cảm giác có vòng tay lớn ôm cô từ phía sau Hơi thở nóng rực của anh ngay sát bên tai cô Giọng anh hết sức ma mị vang lên Hôm nay em lại lấy lý do Là tư tư ngủ không quen một mình nữa sao Sau khi kết hôn Ngô Nhất Trì đã đổi tên cho Liễu Nhiên thành Ngôn Tư Nhan Mà Ngô Nhất Trì hay gọi con bé tên ở nhà là Tư Tư Nhưng cô vẫn quen gọi con bé là Liễu Nhiên Nghe giọng anh cô thoáng chốc đỏ mặt Hơi cử động anh lại càng ôm chặt Nhan tĩnh đã biết tránh không được Đành thờ dài lên tiếng Con bé vừa mới ngủ thôi Ngô Nhất Trì cười ma mị Hôn lên má nhan tĩnh đà một cái Sau đó đi đến bên giường Nhẹ nhàng ôm Liễu Nhiên lên Nhàn tĩnh đàm thất kinh chạy theo bước chân của anh Ngô nhất trì ôm bé con sang phòng bên cạnh Thấy anh nhẹ nhàng đặt bé con xuống giường Lúc này nhàn tĩnh đàm mới chú ý bên giường sát tủ sách màu hồng Có một cánh cửa thông qua phòng ngủ chính Nhưng không thấy nắm cửa Cô đoán là nắm cửa bên phòng ngủ chính Chỉ cần nghe tiếng khóc của liệu nhiên Cô có thể từ phòng ngủ chính mở cửa Là có thể đến ngay phòng của liệu nhiên Nhàn tĩnh đàm không biết ngô nhất trì đã làm từ khi nào Lúc cô mới đến, Cô chọn phòng ngủ dành cho khách Cô và Liễu Nhiên ở trong phòng ngủ dành cho khách Ba ngày trước Ngô Nhất Trì bắt cô chuyển đến phòng ngủ chính Nhưng cô vì nghĩ lý do né tránh chung đụng với anh Nên không để ý Ngô Nhất Trì như biết tâm tư của cô Nắm tay kéo cô ra khỏi phòng ngủ trẻ em Nhẹ tay đóng cửa Giọng trầm ấm vang lên Trước khi quyết định kết hôn Anh đã cho người làm lại phòng cho Tư Tư Thông với phòng của vợ chồng mình như vậy em có thể yên tâm ngủ cùng anh Nhan tĩnh đàm không thể tin anh tính trước Nhưng nghĩ đến tấm lưng trần trịt vết thương ghê người Cô lại tự ti không muốn anh nhìn thấy Mỗi khi tắm cô đều không dám nhìn vào gương để thấy lưng cô Nhàn tĩnh đàm hít một hơi thật sâu Lấy hết can đảm cởi áo trong tắm Mà khi nãy cô tắm đã khoác vào Giọng cô ru run lên tiếng Nhất trì Đây mới là lý do chính em không muốn chung đụng với anh Ngô Nhất Trì xoay người, đôi mắt đen lấy cô anh nhìn chầm chầm tấm lưng của nhan tĩnh đàm. Mặc dù vết thương đã mờ nhạt theo ngày tháng, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ các vết sẹo lồi lõm đáng sợ. Ngô Nhất Trì mỉm môi không nói lời nào. Nhan tĩnh đàm thấy anh im lặng không nói gì. Cô khoác lại áo choàng xoay người đến tủ quần áo, lấy ra một chiếc váy ngủ muốn xoay người đi sang phòng liệu nhiên. Trong lòng cô chua xót, Cô biết anh không thể chấp nhận được Người phụ nữ bên cạnh mình có tấm lưng đáng sợ như vậy Ngay lúc nhàn tĩnh đảm mở cửa bước ra Thì cửa phòng bị ngôn nhất trì đóng lại Anh cúi người chuẩn xác Bắt ngay chính môi cô mà hôn xuống Nhàn tĩnh đàm bị hành động bất ngờ này của anh làm cho kinh ngạc Cô dễ dụa theo bản năng Vì rất lâu cô và anh đã không còn thân mật như vậy Nhất thời làm cô không quen Ngô nhất trì rời khỏi môi cô Khoảng cách chỉ trừ một ngón tay Hơi thở anh gấp gáp, giọng trầm sâu lắng vang lên. "Xin lỗi." Anh chỉ nói được hai từ này, Nhan Tĩnh Đàm trông chờ anh có thể mở miệng nói ra không phải anh làm, nhưng cô đã sai lầm và đánh giá địa vị Diệp Thu trong lòng anh quá thấp. Anh vẫn muốn bao dung cho Diệp Thu. Nhan Tĩnh Đàm cười lạnh, chua xót nói, "Không. Đó là cái giá mà em phải trả, vì đã dùng thân phận của Diệp Thu" Ngô Nhất Trì không cho Nhan Tĩnh Đàm nói nữa Trong lòng và tim anh đều là mùi vị đau đớn Anh ôm cô lên để hai chân thon gầy của cô vòng qua hông anh Anh vừa hôn cô vừa đi đến giường ngủ lớn Môi anh rời khỏi môi cô Bắt đầu dọc theo đường cong cổ cổ cô đi xuống Nhan Tĩnh Đàm bị Ngô Nhất Trì trêu chọc Cảm giác nóng rực vừa quen thuộc lại vừa xa lạ Nhan Tĩnh Đàm cắn môi ép mình không kêu ra tiếng, cô chấp nhận cá cược lần này cũng nghĩ đến chuyện của hai người phải thân mật. Nhan Tĩnh Đàm nhắm mắt, thả lòng cùng Ngôn Nhất Trì trầm luân trong hoan ái. Sáng sớm hôm sau, Nhan Tĩnh Đàm bị tiếng khóc lớn của Liễu Nhiên làm cho giật mình. Cô ngồi bật dậy trong lòng Ngô Nhất Trì, luống cuống đưa tay vô lấy váy ngủ tối qua cô chưa kịp mặc. Ngô Nhất Trì nhìn Nhan Tĩnh Đàm luống cuống, trong mắt liền ánh lên một tia sáng hạnh phúc. Nhưng rất nhanh liền bị vết thương trên lưng cô làm cho vụt tắt Anh chồng dậy nhanh hơn nhan tĩnh đàm Khoác áo chồng tắm vào liền đi ra mở cửa Trước cửa là liễu nhiên khóc nức nở Miệng luôn gọi mẹ Ngôn nhất trì bị bộ dáng đáng thương của con gái Làm cho đau lòng Anh cối người ôm bé con lên Giọng ôn nhu Con làm sao lại khóc như vậy Liễu nhiên được anh bế lên Đôi mắt to long lanh Lại nhanh chóng tìm được bóng dáng mẹ phía sau lưng ngôn nhất trì Bé con ngừng khóc, lúc này mới nhìn đến người đang ôm bé. Bé biết người này được mẹ kêu bé gọi là ba. Bé con theo phản xạ mở miệng gọi. "Ba, con muốn mẹ." "Bé con, mẹ đây." Nhan Tĩnh Đàm vội xuống giường chạy đến cửa thì nghe được con gái nói. Cô không nghĩ từ miệng tiểu gia hỏa này rất thành thục gọi ngôn nhất trì một tiếng ba dễ dàng như vậy. Trước đây cô phải tốn biết bao nhiêu công sức và tâm tư mới khiến bé con gọi mẹ. Nhan tĩnh Đàm nghĩ có thể là sợi dây liên kết của bé con và ngô nhất trì. Liệu nhiên thấy nhan tĩnh đàm liền vươn đôi tay bé nhỏ ngắn ngủn lại mũm mĩm hướng nhan tĩnh đàm đòi bế. Ngô nhất trì liền đưa bé cho nhan tĩnh đàm. Liệu nhiên như gấu cô ra bám chặt trên người nhan tĩnh đàm, miệng nhỏ oán than. Mẹ không giữ lời, mẹ lại muốn bỏ rơi con. Nhan tĩnh đàm cười khổ, nước mắt nhìn ngô nhất trì, anh đang nhíu mày ánh mắt khó hiểu vì câu nói của con gái. Nhàn tĩnh đảm bắt đắc sĩ thở dài, cô ôm bé đi vào phòng giọng dịu dàng. Mẹ không có, mẹ chưa bao giờ bỏ con, bây giờ và sau này. Phải, con là máu thịt của cô, sao cô có thể bỏ mặc con như vậy? Ngô Nhất Trì cũng dài bước chân vào theo, anh ngồi xuống giường nhìn hai mẹ con đang nói chuyện, bất chợt giọng anh vang lên. Anh đã tìm trường cho con bé, ở đó anh đã sắp xếp ôn thỏa Nhan tĩnh đàm biết sắp xếp ôn thỏa của anh Là trường anh chọn cho con gái rất an toàn Liễu nhiên đưa mắt nhìn mẹ bé Sau đó lại đưa mắt nhìn ba bé Giọng không vui nói Bà muốn vứt con đến trường Rồi để người khác bắt nạt mẹ sao Ngô nhất trì và nhân tĩnh đàm nhìn nhau Hai người không nghĩ con bé sẽ nói ra lời như vậy Nhan tĩnh đàm giúp liễu nhiên vệ sinh cá nhân xong Bé liền được ngô nhất trì ôm xuống nhà ăn còn nhan tĩnh đàm cô nhanh chóng thay đổi vệ sinh cá nhân xong cũng liền xuống lầu theo nhan tĩnh đàm vừa xuống thì thấy chị dư ở phòng khách chị dư thấy cô đi xuống điền tiến lại gần mỉm cười thân thiện phu nhân tổng giám đốc nhan tĩnh đàm vốn không thích nghe danh xưng này cô nhỏ giọng nói chị dư giữa chị và em không cần chị phải gọi như vậy cứ gọi em là tiểu đàm Chị giữ biết tính tình lương thiện của nhan tĩnh đàm Liền mỉm cười gật đầu Thật ra trong lòng chị luôn mong chờ kết quả này Một cô gái lương thiện như nhan tĩnh đàm Xứng đáng được hạnh phúc Nhan tĩnh đàm đi vào phòng ăn Liền thấy ngôn nhất trì và liễu nhiên nói chuyện Cô không nghe rõ hai cha con họ Nói gì với nhau Nhưng tiểu gia hỏa nền thỏa hiệp khiến cô kinh ngạc Cư nhiên con bé nghe lời ngôn nhất trì Liễu nhiên nước mắt thấy nhan tĩnh đàm Con bé cười ngọt ngào Mẹ, Mai con sẽ đến vườn trẻ Nhàn tĩnh đàm thương yêu hôn con bé cười dịu dàng Ngoan Liễu nhiên rất thích được nghe khen Điền vui vẻ cúi đầu ăn phần ăn cho trẻ em Nhàn tĩnh đàm nhìn ngôn nhất trì đang đọc báo Trên bàn anh vẫn là ly cà phê nóng Anh vẫn có thói quen uống cà phê Cô chưa thấy anh ăn sáng cùng cô Nhàn tĩnh đàm nhìn phòng bếp liền mở tủ lạnh lấy ra trứng rán lên và phần bánh mì Ngôn nhất trì dĩ nhiên thấy hành động của cô anh tưởng rằng cô không thích bữa sáng người làm chuẩn bị bụng nghĩ thầm anh sẽ căn dặn người làm hỏi ý kiến cô muốn ăn gì thì làm cho cô trước mắt ngô nhất trì là phần trứng rán đẹp mắt và bánh mì anh đưa mắt nhìn nhan tĩnh đàm nhan tĩnh đàm không nhìn anh mà mở miệng ăn sáng tốt cho dạ dày anh uống cà phê buổi sáng mà không ăn thì sẽ không tốt cho sức khỏe ngô nhất trì chăm chú nhìn cô gelat. lát đền bỏ từ báo trong tay xuống bắt đầu ăn phần ăn cô chuẩn bị trong trí nhớ của anh cô chưa bao giờ xuống bếp mẹ con muốn ăn sườn chuông ngọt mẹ làm liễu nhiên ngừng đầu nhìn nhan tĩnh đàm giọng trẻ con nói được buổi trưa mẹ sẽ làm cho con nhan tĩnh đàm ngồi cạnh con bé mỉm cười đồng ý cô đưa tay lấy giấy ăn lau miệng giúp bé con vài hôm sau nhan tĩnh đàm theo ngô nhất trì đưa bé con đến trường vì không quan tâm Nên cô muốn nhìn bé con của cô Có thể tiếp xúc cùng bạn bè hay không Liệu nhân sinh ra và được nuôi dưỡng Ở trại giam Trong đó chỉ mỗi mình bé con Còn lại là người lớn Nhan Tĩnh Đàm sợ bé con chưa thích nghi được Cô biết so với đứa trẻ cùng tuổi Bé con nhà cô có tâm tư khác Ngô Nhất Trì ngồi bên cạnh Nhan Tĩnh Đàm thấy cô trầm tư Anh đưa tay nắm lấy tay cô Lúc này cô mới phản ứng nhìn anh Ngô Nhất Trì kéo cô vào lòng anh Mở trầm chậm, chậm nói có muốn đến ngô thị làm không nhan tĩnh đàm ngạc nhiên về lời đề nghị của anh giọng cô nhàn nhạt, nhạt anh đừng quên trước đây em làm cho bạch lạc thanh ngô nhất chỉ cười anh hôn má của cô dòng ôn nhu hiếm thấy anh biết anh còn biết vì em không muốn nợ bạch lạc thanh nên mới ra điều kiện cùng với anh ta em giúp anh ta làm dự án khiến ngài a nốt hài lòng chấp nhận để trung viễn nhận thầu Bạch Lạc Thanh dùng số tiền không nhỏ để mời luật sư L giúp em giành quyền nuôi tư tư. Em hoàn thành dự án coi như trả xong số tiền mà anh thuê luật sư giúp em. Lợi nhuận phần dự án kia không hề nhỏ, mà em lại là người thiết kế. Số tiền hoa hồng kia đủ để em trang trải cuộc sống. Nhàn tĩnh đảm biết anh sớm muộn gì sẽ biết cho nên cô im lặng không nói. Ngô Nhất Trì nhìn cô chăm chú. Ban đầu yêu cầu kết hôn, anh không nghĩ cô liền chấp nhận nhưng anh hoàn toàn không ngờ cô hỏi anh có hối hận không lúc đó Ngô nhất trì không nghĩ đến cô sẽ hỏi cho nên anh trả lời thật lòng cô là anh không hối hận sau lần hoan ái kia anh lại nghĩ cô vì sợ anh không thể chấp nhận tấm lưng đầy sẹo của cô mà cô hỏi anh có hối hận không hiện tại ngôn nhất trì vẫn nghĩ chưa thông suốt tại sao cô hỏi câu đó tâm tư của nhan tĩnh đàm của trước đây và bây giờ giống như hai người khác nhau hoàn toàn Nhan tĩnh đàm không ngờ cô rất nhanh đã gặp lại Diệp Thu Có thể là Diệp Thu sợ ngôn nhất chỉ biết Cho nên đợi xe anh rời đi Diệp Thu mới bước đến trước mặt nhân tĩnh đàm Trong phòng khách Sau khi người làm đưa nước lên liền lui xuống Suốt cuộc cô vì sao kết hôn cùng với nhất chỉ Giọng nói chậm chậm của Diệp Thu vang lên Nhan tĩnh đàm cứ nghĩ lời thốt ra của Diệp Thu sẽ là lời châm trọng Vậy theo cô Diệp đây cô nghĩ là lý do gì Nhan tĩnh đàm lạnh nhạt nói Diệp Thu nắm chặt nắm đấm dưới gầm bàn Giọng gần như là gầm lên Nhan tĩnh đàm Cô không biết đếm gì sao Cô vậy mà cấp nhất chỉ của tôi Nhan tĩnh đàm lạnh lẽo nhìn Diệp Thu Trước đây cô vì tin tưởng đặt hết hy vọng đến cầu xin Diệp Thu giúp đỡ Vậy mà cô ta lại tính kế cô Giọng nhan tĩnh đàm hết sức bình tĩnh nói Diệp Thu cô phải nhớ là từ lúc cô tính kế tôi, cô đã không có quyền nói tôi không biết liêm gì, hoặc là nói tôi cướp đồ của cô. Diệp Thu nhẫn nhịn nuốt xuống những lời nói thô tục, cô gằn giọng, nhàn tĩnh đàm. cô lại dùng đứa con cô mà ép buộc nhất trí kết hôn cùng với cô sao? trước đây là dùng thân phận của tôi, bây giờ lại là đứa nhỏ. Diệp Thu, tôi là ngu ngốc mới tin tưởng cô dùng con bé. nhắc đến bé con khiến nhàn tĩnh đàm đau lòng. Cô lần đó đúng là ngu ngốc mới nghe theo lời của Diệp Thu Để đổi lại bây giờ khiến tâm lý bé con bị thương tổn Vì nghĩ cô muốn vứt bỏ con bé Nhàn tĩnh đàm hít sau một hơi bình tĩnh Lạnh lùng nhìn Diệp Thu Còn về thân phận Tôi đã đánh đổi hai năm ở tù giam Mang trên người bản án tội phạm suốt đời Vẫn không trả đủ cho cô sao Cô nghĩ như vậy là đủ sao Cô cướp vị trí của tôi trong lòng ba mẹ tôi Trong mắt người khác Cô mới là nhan tiểu thư của nhan gia Còn cướp đi nhất chỉ Cô còn khiến tôi mười năm lang thang đến đất khách Bị đánh đập hành hạ Cô nói như vậy đã đủ sao Diệp Thu đứng dậy Quát lớn khiến người làm chạy ra Phu nhân Người Họ lo lắng nhìn nhan tĩnh đàm Nhan tĩnh đàm nhìn họ giọng dịu đi Tôi không sao Mọi người ra ngoài đi Họ liền nhìn nhau rồi đi Nhan tĩnh đàm bình tĩnh nhìn Diệp Thu Cười lạnh Diệp Thu Cô dùng tiền mua chuộc những người trong trại giam ra tay trả thù tôi Còn muốn tôi cùng với đứa con chưa chào được của tôi không còn mạng để ra tù Sau đó còn tính kế tôi dùng con gái tôi đổi lấy tiền Cô cho rằng những chuyện cô làm tôi có thể ngu ngốc không hiểu sao Diệp Thu trợn mắt không thể tin nhìn nhan tĩnh đàm Cô không nghĩ nhan tĩnh đàm biết được chuyện này Cô ta tin tưởng ngô nhất trì còn không biết chuyện Thì tại sao nhan tĩnh đàm biết được chuyện tình cảm bố dĩ là điều tôi không đoán trước được kể cả là tình cảm của nhất trì tôi còn không chắc chắn nhàn tĩnh đàm cười như không cười nhàn nhạt, nhạt nói diệp thu ngay sau đó nên lên xe rời khỏi biệt thự tại ngôn thị Ngôn nhất trì vừa trở lại phòng làm việc thư ký ngài lệ á liền vội vã sẽ vào phòng làm việc của anh tổng giám đốc ngô nhất trì ngồi sau bàn làm việc đặt xem tài liệu đặt trên bàn theo thói quen không ngừng đầu khẽ đáp. Ừ. Thư ký nói, "Ông giờ bớt tới. Đã đợi ngài một ngày rồi." Ngô Nhất Trì lúc này mới đưa mắt nhìn lên, khẽ gật đầu. "Cô để anh ta vào đi." "Vâng." Thư ký vừa ra khỏi phòng không lâu, thì người đàn ông cao lớn có huyết thống Mỹ và Ả Rập xuất hiện trước bàn làm việc của Ngô Nhất Trì. Ngô Nhất Trì chưa mở miệng thì người đàn ông lai like kia đã lên tiếng trước. Tổng giám đốc ngôn Cậu để tôi đợi lâu quá Thân thể cao ngất của ngôn nhất trì dựa vào thành ghế Khói miệng vẫn mang ý cười như thường lệ Xin lỗi Vì lý do cá nhân làm chuyện này Robert chẳng hề để ý thốt lên Lý do cá nhân gì mà có thể làm cho người cuồng công việc Lại không để tâm tới kế hoạch đã bố trí tỉ mỉ Ngô nhất trì chỉ điều chỉnh lại tư thế Khóe miệng cong lên Kết hôn có được tính không? Robert như thể vừa nghe một tin tức khiến trời đất rung chuyển, quỷ thần khóc thét, vội vàng gỡ kính trên sống mũi, khiếp sợ nói. Kết hôn Sau khi đeo kính lại, Robert mặc dù không tính là anh Tuấn tiêu sái, nhưng khuôn mặt yêu nghiệt vô cùng quyến rũ, với tư thái sánh ngang người mẫu, đúng là sát thủ chí mạng của phụ nữ trẻ tuổi. Ngô Nhất Trì chỉ, chỉ cười không nói, Robert thốt lên tiếng lơ lớ với Ngô Nhất Trì, như muốn xác minh lại tin tức động trời cậu là không đùa tôi đấy chứ ý cười nơi khoái miệng ngô nhất trì vẫn tự nhiên tôi giống đang đùa sao anh trước giờ chưa bao giờ giấu giếm người bạn thời đại học này vậy cô dâu của cậu là cậu đừng nói để tôi đoán đã robot làm bộ trầm tư sau đó giàu hòa thốt lên nhàn tĩnh đạp ngô nhất trì nhích môi cười Cậu sẽ được gặp cô ấy Robert vỗ tay phát ra tiếng Đắc ý nói Tôi biết ngay Ba năm đại học có bao nhiêu cô gái mơ ước Được leo lên giường của cậu Vậy mà cậu chẳng đụng đến ai cả Tôi còn tưởng cậu có đối tượng Nhưng sau khi cậu tìm được ân nhân cứu mạng Diệp Thu Thì cậu vẫn giữ mình nguyên vẹn cho Diệp Thu Thì ra là người mà cậu hứng thú Là tĩnh đào của chúng ta Chỉ có thể nói cậu Mặt người dạ thú Bốn chữ mặt người dạ thú này làm cho ngôn nhất chỉ không vui anh nhíu mày cậu nói tiếp tôi nên tính đợi cậu chuyện cậu phụ lòng ngôn tố à, tôi không nói nữa robert lập tức xua tay lúc này anh nghiêm túc nói tôi đến lớp Angeles lần này là vì kể chuyện của bạch dung thiên cậu cũng đã biết kế hoạch thất bại đúng vậy kể từ khi bạch dung thiên bắt cóc nhàn liệu nhiên Ngô Nhất Trì đã âm thầm triển khai kế hoạch đối phó Bạch Trung Thiên, nhưng không ngờ lại để ông ta trốn thoát. Lần trước, Ngô Nhất Trì không những cứu được nhà liệu nhiên, mà hoàn toàn không mất hạng mục dầu mỏ ở Saudi. Chính xác hơn là, Robert là công tử của một chính phủ dầu mỏ ở Saudi. Muốn hợp tác với Ngô Nhất Trì về hạng mục dầu mỏ kia, Bạch Lạc Thanh mặc dù lần trước lấy được hạng mục khách sạn 7 sao của Ngài Arnott nhờ nhân tĩnh đàm mà có được, nếu lần này có thể giành được hạng mục dầu mỏ, có khả năng Bạch Lạc Thanh sẽ đi đầu Ngôn Thị. Bạch Dung Thiên vì tin tức Ngôn Nhất Trì tung ra, nói Ngôn Thị thất bại trong hai lần dự án lớn là khách sạn Anoth và dầu mỏ ở Saudi, chính vì vậy Bạch Dung Thiên mới ngang nhiên bằng mọi giá dành cho bằng được dầu mỏ ở Saudi. Cuối cùng ông ta thua thảm bại lại còn trốn thoát, Bạch Dung Thiên cũng điều tra ra được quan hệ của Ngôn Nhất Trì và Robert. Nhưng Ngô Nhất Trì không ngờ Bạch Lạc Thanh làm trái lời Bạch Sông Thiên từ bỏ hạng mục. Vì vậy mà kế hoạch của Ngô Nhất Trì bị thất bại. Và cũng vì sợ Bạch Sông Thiên lại lợi dụng nhà tĩnh đàm và liệu nhiên, uy hiếp anh, nên anh bằng mọi giá đưa hai mẹ con sang Mỹ. Cũng chỉ vì muốn cô ở bên cạnh không rời đi, để Bạch Sông Thiên có cơ hội đem cô uy hiếp anh, cho nên anh yêu cầu cùng cô kết hôn. Cũng bởi vì quan tâm mẹ con cô, mà anh dùng cách này để danh tránh ngôn thuận quan tâm cô. Anh biết mẹ anh có thành kiến với cô, nhưng anh không quan tâm bà ngôn nghĩ cô như thế nào. Điều anh quan tâm chính là tâm tư của nhân tĩnh đàm đã không còn như trước nữa. Robert thấy ngu nhất trì trầm tư, liền lên tiếng hỏi. Cậu tính như thế nào? Bạch Thông Thiên là một lão hồ ly. huống hồ bên cạnh ông ta còn có Bạch Lạc Thanh. Ngô Nhất Trì im lặng hồi lâu lên tiếng. Chuyện này tôi sẽ tự có tính toán. Cậu không cần phải lo Robert hơi hợt nói Tôi thèm lo cho cậu sao Nhớ lời mời ăn cơm của tôi cùng với tĩnh đảm đó Sau đó anh tiêu sái rồi đi Tại biệt thự Nhân tĩnh đàm nắm chặt điện thoại trong tay mí môi cố điều chỉnh hô hấp Mẹ, mẹ ơi Tiếng gọi của liệu nhiên vang lên Nhân tĩnh đảm ép mình phải bình tĩnh Dù là chuyện gì cô vẫn có thể vượt qua Hai năm trong tù cô học được rất nhiều cho nên cô đã không còn yếu đuối như trước đây nữa Nhan tĩnh đàm đặt điện thoại xuống Đi ra cửa Liệu nhiên mỗi ngày sau giờ tan học Tài xế sẽ đón liệu nhiên Bé con của cô vừa về Là luôn tìm cô Nhan tĩnh đàm ôm mẹ con lên Hôn lên hai bầu má của bé Bé con hôm nay học có vui không Liệu nhiên ôm cổ nhan tĩnh đàm Cười tiết mắt nói Vui lắm ạ à. Con còn có nhiều bạn mới Chơi rất vui nhàn tĩnh đàm thấy bé con của cô vui vẻ trong lòng càng thêm ấm áp và đầy quyết tâm hơn cô không dám chắc cuộc hôn nhân này có thể kéo dài hay không nhưng hiện tại để con bé vui vẻ là được hai mẹ con vừa nói chuyện vừa đi xuống lầu không biết trong phòng khách là ngôn nhất trì đang đứng nhìn hai mẹ con đi xuống ánh mắt nhàn tĩnh đàm và ngôn nhất trì giao nhau liễu nhiên nhìn theo tầm mắt của nhân tĩnh đàm đôi mắt bé phát sáng khi thấy ngô nhất trì Dòng bé hưng phấn vui vẻ gọi Ba Ngô Nhất Trì đón lấy thân hình nhỏ nhắn mũm mĩm của bé Thương yêu hôn lên má bé Bà có mua búp bê con thích Để chị giúp việc đưa con ra xe lấy nhé Ngô Nhất Trì giọng sùng định nói với con bé Liệu nhiên nghe có búp bê liền vui mừng reo lên Tuột xuống từ người Ngô Nhất Trì Chạy đến chỗ người giúp việc đang đợi Bé nắm tay người giúp việc đi ra ngoài sau khi Liễu Nhiên cùng người giúp việc ra ngoài, lúc này Ngô Nhất Trì mới cẩn thận quan sát nhàn tĩnh đàm, anh mở miệng. Diệp Thu đến tìm em. Nhan Tĩnh Đàm biết ở trong căn biệt thự này cô sẽ không thể che giấu anh được gì. Nhan Tĩnh Đàm bình tĩnh nhìn anh gật đầu. Cô bước xuống lầu muốn nấu mấy món ăn mà Liễu Nhiên thích. Tiểu gia hòa nhà cô đã quen ăn đồ cô làm, đã ở đây hai tuần nhưng đồ ăn do người làm con bé ăn cơm rất ít. Cho nên cô phải đích thân làm Thì con bé mới chịu ăn Ngô Nhất Trì theo cô vào phòng bếp Nhìn cô thuần thục nấu ăn Anh liền không tin đây là nhan tĩnh đàm Thiên kim tiểu thư của nhan thị mà anh biết nữa Em biết chuyện do Diệp Thu làm Tại sao em không nói Ngô Nhất Trì chậm chậm nói Vừa về đến nhà anh đã nghe được người làm Kể lại cuộc trò chuyện Của nhan tĩnh đàm và Diệp Thu Với tính cách trước đây của cô Cô sẽ tìm anh hỏi cho ra chuyện nhàn tĩnh đàm xoay người lại Điểm tĩnh nhìn ngô nhất trì người đàn ông này luôn có ma lực khiến cô trầm luân trước kia cô đã từng suy nghĩ mình sẽ hận anh nhưng khi biết anh là đứa trẻ năm đó cô liền hận anh không nổi mà ngược lại cô hận chính mình ngu ngốc nhàn tĩnh đàm nhà nhạt, nhạt mở miệng ngô nhất trì anh còn nhớ rõ câu anh đã nói khi chúng ta gặp lại đầu tiên khi em tìm đến anh không ngô nhất trì làm ra không nhớ anh mỉm môi nhìn cô không nói Vì lời em nói ra đối với anh còn đáng tin sao Nhan tĩnh đàm cười châm chọc Cô thấy sắc mặt ngôn nhất chỉ không tốt Cô tưởng anh sẽ nổi giận vì câu nói của cô Nhưng không ngờ anh lại xoay người rời đi Buổi tối Trên bàn chỉ có hai mẹ con nhân tĩnh đàm và liệu nhiên Liệu nhiên không vì sự vắng mặt của ngôn nhất trì mà hỏi Con bé cùng mẹ ăn cơm vui vẻ Đến khi dù liễu nhiên ngủ xong Nhan tĩnh đàm về lại phòng ngủ chính Vẫn không thấy ngô nhất trì Nhan tĩnh đàm thở dài Cô lấy váy ngủ bước vào phòng tắm Ngô nhất trì về nhà Anh uống chút rượu Cho nên trên người có mùi rượu và mùi thuốc lá Anh mở cửa bước vào phòng ngủ chính Vì anh có hơi men Cho nên gây ra tiếng động hơi lớn Nhan tĩnh đàm nghe tiếng động Tưởng là liễu nhiên bị giật mình Cô thắt nước đang định khoác áo choàng bước ra Thì cửa phòng tắm bị ngô nhất trì đẩy vào Nhàn tĩnh đàm luống cuống Cơ thể lã lồ trước mặt anh khiến cô ngượng ngùng đỏ mặt Nhàn tĩnh đàm chưa kịp khoác áo vào cơ thể Thì đã bị ngô nhất chỉ ôm lấy Anh uống rượu sao? Nhàn tĩnh đàm nhíu mày lên tiếng hỏi Cô cố sức đẩy anh ra nhưng đều vô ích Nhàn tĩnh đàm nghiến răng Ngô nhất chỉ Ừ Ngô nhất chỉ trả lời Nhưng vẫn không buông nhàn tĩnh đàm ra Anh buông ra nhàn tĩnh đàm quát nhỏ ngô nhất trì đúng thật là buông nhàn tĩnh đàm ra nhưng hai tay anh như gọng kiềm để ngay eo mảnh khảnh của nhàn tĩnh đàm giọng anh mang theo men rượu lười biếng nói xin lỗi ngô nhất trì hai từ này tôi nhận không nổi nhàn tĩnh đàm giống như bị hai chữ này làm cho mọi uất ức của cô bị nổ tung cô tức giận đánh vào lồng ngực rắn chắc của ngô nhất trì Ngô Nhất Trì đề mặc cho cô chút giận, thấy những giọt nước mắt của cô, anh nhịn không được hôn lên, mùi vị mặn mặn của nước mắt hòa lẫn cùng với những giọt nước của cô vừa tắm, lại khiến trái tim của anh như đóng băng đau đớn. Cuối cùng Nhân Tĩnh Đàm bị Ngô Nhất Trì cưỡng ép trong phòng tắm đến ra ngoài giường ngủ lớn. Ba ngày sau, Bạch Lạc Thanh gọi cho Nhân Tĩnh Đàm, đúng vậy Bạch Lạc Thanh đã đến Los Angeles vì hạng mục khách sạn đang trong giai đoạn tiến hành Bạch Lạc Thanh nhìn nhan tĩnh đảm áp chế sự khó chịu trong lòng khi biết cô và Ngô Nhất Trì ở bên nhau thậm chí hai người đã kết hôn Bạch Lạc Thanh nhìn nhan tĩnh đảm Sau bao nhiêu chuyện mà anh ta đã gây ra cho em em vẫn còn muốn ở bên cạnh anh ta sao? Nhan tĩnh Đàm điềm tĩnh nhìn Bạch Lạc Thanh Ngô Nhất Trì là ba của Liệu Nhiên Tôi muốn con bé có một gia đình hoàn hảo Bạch Lạc Thanh công nghệ tin Đây là lý do nhân tĩnh đảm ở bên cạnh ngô nhất trì Anh cười lạnh mở miệng <laughs> Em nghĩ anh tin lời nói này của em sao Tin hay không thì tùy anh Nhân tĩnh đàm lạnh nhạt Em Bạch Lạc Thanh bị thái độ lạnh nhạt của nhân tĩnh đàm Làm cho tức giận Một giây sau anh cố gắng áp chế tức giận mở miệng Em sẽ hối hận vì không tin anh Hối hận sao Nhan tĩnh đàm nhìn anh Cười càng chăm chọc Cô lạnh nhạt nói Bạch Lạc Thanh Tôi không phải là con ngốc Bạch Dung Thiên bắt góc liễu nhiên uy hiếp ngôn nhất trì Vì hạng mục do mò sau đi Anh tiếp cận tôi cũng chỉ vì muốn thử xem ngô nhất trì có còn để tâm đến tôi hay không Anh và Bạch Dung Thiên dùng vụ tai nạn của mẹ tôi tiết lộ cho tôi biết Mục đích là muốn tôi hận ngôn nhất trì Để tôi báo thù anh ấy Bạch Lạc Thanh trợn mắt không thể tin là nhan tĩnh đàm biết tất cả Một cô gái lương thiện yếu đuối Mà anh biết là sai sao Tôi trước giờ chưa từng nghĩ sẽ hận ai Việc hai năm tù tội đã khiến tôi hiểu Có nhân quả báo ứng Tôi cướp đi thân phận của Diệp Thu Tôi đã trả giá bằng hai năm tù giam Và mang bản án tội phạm cả đời Việc ngôn nhất chỉ thay Diệp Thu trả thù tôi Chỉ vì anh ấy là người trọng tình cảm Anh ấy cho rằng mình nợ Diệp Thu Mới đòi lại giúp cho cô ấy Tôi chưa bao giờ oán hận hậu cả Bạch Lạc Thanh người sững sờ trong phòng Trong đầu luôn vang lên những lời nói của nhan tĩnh đàm Cả lời anh tính toán Lại không tính được tâm tư của một cô gái như nhan tĩnh đàm Bạch Lạc Thanh đang muốn rời đi xuất điện trước mặt anh là một người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp Ngô Nhất Trì cấp tốc đi New York vì Diệp Thu hấp hối trong bệnh viện Suy cho cùng Ngô Nhất Trì vẫn không buông bỏ được Diệp Thu là vì anh có tình cảm với Diệp Thu Hay chỉ vì Diệp Thu Là ân nhân cứu anh lúc nhỏ Nhàn tĩnh đàm không muốn nghĩ Hôm sau Sau khi đưa Liễu Nhiên đến vườn trẻ Nhàn tĩnh đàm đến ngôn thị Vì tin tức nhàn tĩnh đàm Cùng ngôn nhất chỉ kết hôn không công khai Chính vì vậy nhân viên ngôn thị Không biết cô Tôi muốn gặp trợ lý dư Nhàn tĩnh đàm mỉm cười nhìn cô lễ tân Vâng Tiểu thư xin đợi một lát Cô lại thân nở nụ cười chuyên nghiệp Sau đó nối máy đến phòng trợ lý Dư Chị Dư rất nhanh chóng xuống sảnh Chị hướng nhan tĩnh đàm mỉm cười thân thiện Vì dấu không để nhan tĩnh đàm biết Ngô Nhất Trì đến New York gặp Diệp Thu Nên chị Dư cố ý muốn cùng cô tán gẫu Nhan tĩnh đàm biết chị Dư cố ý muốn giấu cô sắc mặt cô ảm đạm dầu dĩ Em biết chuyện Diệp Thu nằm viện rồi Chị Dư vội vã thốt lên Tiểu đàm Em cùng tổng giám đốc kết hôn rồi Diệp Tiểu Thư cùng tổng giám đốc đã thu về quá khứ Chị tin tổng giám đốc sẽ xử lý tốt chuyện này Nhan tĩnh đàm gật đầu Nhất Trì đã nói với em rồi Nhưng em luôn cảm thấy có gì đó không đúng Chị Dư vội vã cắt ngang lời của Nhan tĩnh đàm Tiểu đàm Chị biết em còn ái náy chuyện của Diệp Tiểu Thư Nhưng người mà tổng giám đốc chọn là em Nhan tĩnh đàm chậm rãi cục mắt Em đã gặp mẹ của Nhất Trì và chị anh ấy Nhưng họ đối với em là chán ghét không thuận mắt Em biết chuyện Diệp Thu ở bệnh viện Là mẹ anh ấy nói Bà ấy oán trách Là vì em mới khiến cho Diệp Thu nghĩ quẩn như vậy Chị Dư vội an ủi cô Tiểu đàm Bà Ngôn và Ngôn Đại Tiểu Thư rất thích Diệp Tiểu Thư Họ luôn cho rằng vợ của Tổng Giám Đốc là Diệp Tiểu Thư Nhàn tịnh đàm có chút mất mát ngay cả chị Dư cũng giấu cô không nói thật Cô ngước mắt chân thành nhìn chị Dư khẩn cầu Chị Dư Em muốn chị giúp em một việc Dù là ở hoàn cảnh nào Hay là bất cứ chuyện gì xảy ra Chị không được nói với nhất chỉ Chị Dư dẫn người Nhìn thấy gương mặt xinh đẹp nghiêm túc của nhà tĩnh đàm Chị Dư gật đầu Được Chị đáp ứng em Sau khi nhân tĩnh đàm rời đi Chị Dư vẫn chưa thoát khỏi khiếp sợ Hóa ra nhan tĩnh đảm yếu đuối lương thiện như ngày nào Lại trở nên tâm tư ký kẻm sâu lắng Nhan tĩnh đảm biết tất cả Từ việc Diệp Thu mua chuộc người đánh đập cô trong tù Đến việc kế hoạch mà Bạch Dung Thiên bắt cóc liễu nhiên uy hiếp ngôn nhất trì Đến cả việc quá khứ về vụ tai nạn năm đó Chị Dư nhớ lại gương mặt điềm tĩnh đến mức Chị không thể tin là nhan tĩnh đàm chị từng biết Lời nói của nhan tĩnh đàm vẫn còn vang vọng bên tai em sẽ kiện ngô nhất trì ra tòa vì gây ra cái chết của mẹ ruột em ngô tự uyển bên tòa án sẽ gửi thư mời cho chị chị chỉ cần phối hợp diễn với em để anh nghe tin là được vì sự an toàn của liệu nhiên chị giúp em được không sau khi phiên tòa kết thúc em sẽ được phán là thua kiện em sẽ đến đón con bé còn đây là bảng thiết kế chính cũng là bảo mật mà ngài ăn tốt như em thiết kế cho hạng mục lớn mà ngay muốn hợp tác với nhất chỉ nhan tĩnh đàm đầy sắp tài liệu đến trước mặt chị dư chị dư là khiếp đàn không thể tin chuyện hạng mục lớn kia chị chưa từng nghe tổng giám đốc nhắc đến nhan tĩnh đàm tiếp tục mở miệng không để chị dư kịp tiếp thu Ngài Arnold vẫn chưa nói với Nhất Trì về hạng mục này Ngài ấy sẽ sớm công khai thôi Nhưng sẽ là sau khi phiên tòa kết thúc Chị Dư Chị tìm cách để Nhất Trì không nghi ngờ là được Nhan tĩnh đảm biết Ngô Nhất Trì rất thông minh Chỉ cần một sơ hở nhỏ Anh liền có thể nhận ra Chính vì vậy cô chọn cách đánh lạc hướng anh Bằng cách đưa đơn kiện anh Trong thời gian cô kiện anh Sẽ khiến anh bớt đi phòng bị Về chuyện dự án của ngài Arnold Là do cô thiết kế Chị Dư không hiểu nhìn nhan tĩnh đàm Vì sao em làm nhiều việc như vậy Mà không để cho Tổng Giám Đốc biết Trước đây chính tay ngày ấy vì Diệp Tiểu Thư đưa em vào vòng lao lý. Chị đau lòng thay cho nhan tĩnh đàm. Nhan tĩnh đàm chỉ nhìn chị Dư cười không nói. Sau đó cô rời đi, để lại chị Dư một bụng nghi hoặc. Phải, đây chính là lý do lần đó cô chấp nhận lời yêu cầu cùng anh kết hôn mà không hề do dự. Cô không biết lý do anh là vì cái gì muốn cùng cô kết hôn. Anh không nói, cô sẽ không hỏi. Nhan tĩnh đàm nghĩ đến chị hứa, Cô nợ chị ấy quá nhiều Cho nên sau khi cô hoàn thành xong kế hoạch Sẽ đi tìm chị ấy Chuyện về vụ tai nạn năm đó Nhân tĩnh đảm biết không phải do Ngô Nhất Trì Cố ý đâm vào Ngô Tự Uyển Mà chính là bà ấy Cố ý đâm vào xe anh dẫn đến tử vong Lần đó nhan tĩnh đàm có lén đến hộp đêm mà Ngô Tự Uyển làm. Cô thấy bà ấy cùng với một người đàn ông xảy ra tranh chấp. Mà sau này nhan tĩnh đàm mới biết người đàn ông đó là ba của Ngô Nhất Trì. Vì sao nhân tĩnh đàm biết chuyện vụ án quá khứ là nhờ vào hứa hân hy? Trưởng cai trại giam nữ Chuyện điều tra về vụ án năm đó bị Ngô Nhất Trì dùng tiền ép xuống không khó đối với chị ấy. Điện thoại của nhân tĩnh đàm vang lên. Nhân tĩnh đàm nhìn dãy số quen thuộc trên màn hình điện thoại. Cô cười đau đớn nhưng không nghe máy. Ngô Nhất Trì tức giận, ném điện thoại vào vách tường. Về mặt điền trai âm u sắc lạnh đến đáng sợ. Anh cười đau thương. Hóa ra cô chấp nhận cùng anh kết hôn Là vì cô muốn trả thù Cho cái chết của mẹ ruột cô Vừa nãy anh nhận được điện thoại Của một người quan trọng Trong tòa án nói Có người đưa đơn kiện anh Về vụ án mạng xảy ra năm đó Người đưa đơn là Nhân Tĩnh Đàm Ngô Nhất Trì mệt mỏi Vì sao tại thời điểm này Cô lại đưa đơn kiện anh Mà không để anh giải thích Mà anh có thể giải thích trước ánh mắt oán hận Của Nhân Tĩnh Đàm sao Tại thành phố Y Ngô Nhất Trì và Nhan Tĩnh Đàm bay về thành phố Y là cùng một ngày. Sau khi xử lý ổn thỏa chuyện của Diệp Thu, Ngô Nhất Trì mới biết Nhan Tĩnh Đàm đã đưa Liễu Nhiên về thành phố Y. Anh cũng dùng phi cơ riêng quay về thành phố Y vì phiên tòa mở ra tại thành phố Y. Tại khách sạn tứ quý, Nhan Tĩnh Đàm vừa xuống máy bay liền có một nhóm người áo đen mang cô đến đây. Cô biết đây là người do Ngô Nhất Trì phải đến. Nhan Tĩnh Đàm bị người đẩy vào phòng. Liễu Nhiên nhìn thấy Ngô Nhất Trì ngồi trên ghế lông, liền vui mừng chạy đến ôm lấy Ngô Nhất Trì. Ba, Ngô Nhất Trì ôm lấy bé, hôn nhẹ lên vầng trán non nớt của Liễu Nhiên, gương mặt Tuấn Giật lộ vẻ yêu thương của người cha mà Nhan Tĩnh Đàm cực kỳ hiếm thấy. Liễu Nhiên nhìn Nhan Tĩnh Đàm còn đang đứng ở ngoài cửa, bé buông Ngô Nhất Trì tuột xuống người anh chạy đến ôm lấy đùi của Nhan Tĩnh Đàm. Mẹ, ba tìm chúng ta sao? Nhàn tĩnh đàm đè nén giọt nước mắt sắp thành hình, mỉm cười ôm lấy con bé. Bé con, mẹ và ba cần phải nói chuyện. Con xem trên giường ba đã chuẩn bị gấu bông cho con. Con đến đó chơi được không? Nữ nhiên rất nghe lời, liền chạy đến giường lớn, chân ngắn leo lên giường ôm gấu bông, nhưng mắt lại lén nhìn về phía mẹ bé. Thật ra con gấu bông kia là của nhân tĩnh đàm trước đây cô rất thích. Lúc trước khi hai người còn ở bên nhau, Ngô Nhất Trì còn diễu cợt cô còn chưa trưởng thành Nhưng đến tối trên giường đã có con gấu bông lớn Nhan tĩnh đàm không nghĩ đã hơn 3 năm nó vẫn còn ở đây Nhan tĩnh đàm nhìn thẳng về phía Ngô Nhất Trì Ngày mai tòa sẽ thẩm vấn Anh còn đưa tôi đến đây làm gì? Đôi mắt đen sâu thẳm âm u của Ngô Nhất Trì Nước nhìn sang nhan tĩnh đàm Khói miệng nâng lên một nụ cười tự nhiên Thế nào? Hiện tại ngay cả đến gần tôi một bước cũng không dám Nghe giọng lạnh lẽo như thể hầm băng của anh Thân thể cô không khỏi khẽ run Ngô Nhất Trì chợt đứng lên Nhan tĩnh đàm có thể cảm nhận được Hơi thở lạnh lùng nguy hiểm của Ngô Nhất Trì Như một mũi dao bé nhọn tới gần cô Nhan tĩnh đàm sợ hãi Muốn xoay người mở cửa bỏ chạy Ngô Nhất Trì nào để cô thoát được anh đưa tay kéo cô áp mạnh cô lên cánh cửa Khóe miệng nhếch lên Cô sợ cái gì nhan tĩnh đàm mím môi, cố gắng đè nén cơn đau ở bụng. Cô lạnh lùng nhìn anh. Tôi có gì phải sợ anh nữa? Hai năm tù giam, chịu đựng sự hành hạ của bạn tù, gần như là không còn mạng để ra tù. Thì anh là cái gì mà tôi phải sợ? Hay nói cách khác, tôi hà tất gì phải sợ hung thủ giết người như anh? Ngô nhất trì tức giận, nhan tĩnh đàm. Vậy thì tôi không ngại làm hung thủ một lần nữa cùng kéo cô xuống địa ngục. Nhan Tĩnh Đàm đang muốn phản bác anh, nhưng bụng đau đớn giống như lúc cô sinh liễu nhiên không khác biệt. Vì sự đè ép của Ngô Nhất Trì khiến cô càng đau đớn, khuôn mặt tái nhợt, thân thể không còn sức lực trượt xuống dọc theo cánh cửa sau lưng. Ngô Nhất Trì cảm thấy kinh hoàng vì dưới chân Nhan Tĩnh Đàm là một vũng máu đỏ chói. Anh đỡ lấy người cô rộng điệu nhẹ hẳn. Em làm sao vậy? Trả lời Ngô Nhất Trì là một sự trầm lặng của Nhan Tĩnh Đàm. Vì cô hoàn toàn đã mất đi ý thức Tại bệnh viện Ngô Nhất Trì đứng trước hành lang bệnh viện Khuôn mặt điển trai nặng nề hiếm thấy Khi anh ôm Nhân Tĩnh Đàm vào bệnh viện Nhân Tĩnh Đàm đã hôn mê sâu Sóc mặt tĩnh lặng như đã chết Lần đầu tiên anh cảm thấy sợ hãi như vậy Anh đánh mất sự tỉnh táo và sự kiềm chế thường ngày Chỉ muốn quát tháo những bác sĩ, y tá chậm chạp kia Nhân Tĩnh Đàm được đưa vào phòng giải phẫu Bạch Lạc Thanh biết chuyện nhà tĩnh đàm đưa đơn kiện Ngô Nhất Trì nên cũng đã đến thành phố Y. Anh vừa hay thấy Ngô Nhất Trì ôm nhân tĩnh đàm đến bệnh viện trong tình trạng hốt hoảng, anh cũng theo tới. Bạch Lạc Thanh tức giận muốn tiến lên đánh Ngô Nhất Trì, nhưng bị vệ sĩ của Ngô Nhất Trì cản lại. Anh nghiến răng cảnh cáo. "Tên khốn kiếp Ngô Nhất Trì. Nếu như tĩnh đàm mà xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không tha cho anh. Ánh mắt Ngô Nhất Trì u ám, môi mỏng lạnh lẽo, cũng không đáp trả. Không khí căng thẳng hồi lâu Bác sĩ bước ra Tổng giám đốc ngôn Bác sĩ tháo khẩu trang xuống cung kính trước ngôn nhất trì Gương mặt điển trai của Ngô Nhất Trì dường như mệt mỏi Chậm thanh nói Cô ấy thế nào rồi? Bác sĩ mở miệng Thật xin lỗi Tổng Giám Đốc Đứa nhỏ không còn Chúng tôi đã cố gắng hết sức Ngô Nhất Trì nghe nhắc đến đứa nhỏ Lông mày nhíu chặt vào nhau Cô ấy mang thai Ông nói không giữ được là như thế nào Bác sĩ sợ hãi nói Tổng giám đốc Khi vừa đưa đến Phu nhân đã chảy rất nhiều máu Đứa nhỏ 5 tuần tuổi không giữ được Vốn dĩ cơ thể phu nhân trước đây từng sinh con Nhưng không điều dưỡng cơ thể tốt Vừa nãy rất có thể vì va chạm mạnh bị động thai Cho nên đứa nhỏ không giữ được Ngôn nhất chỉ nghe bác sĩ nói xong nên trầm mặc anh nhớ khi nãy vì câu nói của cô khiến anh tức giận không những làm cô bị va chạm mạnh vào cánh cửa mà anh còn để ép cô cô lại không nói một lời đến khi mất đi ý thức và vũng máu ngôn nhất trì tự trách mình tại sao lại không kiềm chế sự nóng giận khiến cô bị thương còn chính anh lại là người hại đứa nhỏ ở trong bụng cô bạch lạc thanh nghe xong ngừng dậy ruộng anh ngẩn ra lâm vào trạng thái sững sờ Lần trước cô nói như vậy là không muốn anh can thiệp vào chuyện của cô nên mới lạnh nhạt như vậy sao? Hóa ra không phải cô không để tâm đến chuyện mẹ ruột cô mà là cô đã âm thầm thu thập chứng cứ để kiện ngô nhất trì. Trong suy nghĩ của Bạch Lạc Thanh là không muốn anh nhún tay vào việc của cô và ngô nhất trì. Là anh đã hiểu lầm cô. Mắt thấy ngô nhất trì muốn vào phòng thăm nhân tĩnh đàm Bạch Lạc Thanh thức giận. Ngô nhất trì. Anh không có tư cách thăm cô ấy ngô nhất trì không để ý đến bạch lạc thanh mà dài bước đi vào phòng bệnh bạch lạc thanh bị vệ sĩ của ngô nhất trì cản lại chỉ có thể trơ mắt nhìn anh siết chặt nắm tay hận không thể xé nát ngô nhất trì thành trăm mảnh ánh mắt sâu thẳm của ngô nhất trì kẽ liếc nhìn nhân tĩnh đàm cô nằm đó yên tĩnh khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt bên tai anh dường như còn vang vọng tiếng nói của bác sĩ không ngừng lặp đi lặp lại của bác sĩ đứa nhỏ không còn trên giường bệnh nhan tĩnh đàm mơ màng tỉnh lại cô nhớ gương mặt lạnh đùng âm u của ngô nhất trì lòng cô nặng nề anh hận cô cũng được chán ghét cô cũng không sao cô đều có thể chấp nhận chị dư vừa cùng với bác sĩ nói chuyện chị đi vào thì thấy nhan tĩnh đàm đã tỉnh chị vui mừng chạy đến tiểu đàm em thấy trong người thế nào rồi nhan tĩnh đàm nghe tiếng chị dư cô chậm rãi đưa mắt nhìn em bị làm sao vậy ngô nhất trì đâu Chị Dư thoáng chốc sửng người, chị tưởng Nhân Tĩnh Đàm biết mình mang thai chứ, thai nhi cũng được 5 tuần tuổi rồi. Chị Dư ngập ngừng lên tiếng. "Tiểu Đàm à, em không biết mình mang thai sao?" "Chị nói gì?" Nhân Tĩnh Đàm tưởng mình nghe nhầm, cô đưa mắt nhìn chị Dư. Chị Dư đau lòng nói, "Tiểu Đàm, vì sao em nhất quyết phải làm như vậy?" Tổng giám đốc sẽ nghĩ được biện pháp khác. "Em làm như vậy" Sau này em và Tổng Giám Đốc sao có thể ở bên nhau Nhan tĩnh đàm cười chua xót Cô và anh còn có khả năng sao Ngay từ đầu đã là một sai lầm Cô không oán trách anh Nhưng cô oán giận số phận khiến anh và cô gặp mặt Càng oán giận mẹ năm đó Tại sao phải giúp Bạch Dung Thiên Cô rõ hơn ai hết Bạch Dung Thiên là ba ruột cô Nhưng ông ta không cưới mẹ cô Không cho mẹ cô một cuộc sống vốn có của người phụ nữ lại còn để bà giúp ông bán mạng chỉ để hại ngôn thị nhàn tĩnh đảm lắc đầu nghẹn ngào hỏi đứa bé thế nào rồi chị dư nước mắt trực trào đứa nhỏ không còn tổng giám đốc nói nếu như em không thể chịu được thì có thể hoãn phiên tòa ngày mai tổng giám đốc sẽ đợi không cần đâu càng chấm dứt nhanh càng tốt em muốn nhanh chóng rời khỏi đây chị cứ theo kế hoạch mà làm Nhàn tĩnh đàm cười khổ Thân thể cô, cô biết Vì điều kiện lúc sinh liễu nhiên ở trong tù không được tốt Lại ảnh hưởng từ sự hành hạ của người khác Cho nên đứa nhỏ chỉ cần cô không cẩn thận liền có thể không giữ được đứa nhỏ Vậy còn liễu nhiên Em tính để con bé ổn lại sao Từ tối qua đến giờ Con bé không ngừng quấy khóc đòi em Tổng giám đốc đã nhờ đến bà Ngôn và Ngôn Đại Tiểu Thư Nhưng không có ai dỗ được nghĩ đến cảnh ngôn tư nhan khóc tức tuổi đòi nhan tĩnh đàm làm cả ngôn ra rồi ghen một trận nhan tĩnh đàm nghe nhắc đến bé con trong lòng liền nhói đau thời gian qua cô thấy được tình cảm của ngôn nhất trì cùng bé con rất tốt thậm chí bé con nhà cô rất thích quấn lấy ngôn nhất trì nước mắt tuôn trào tim đau đớn thắt đi cô nói con bé ở với nhất trì sẽ an toàn hơn nếu con bé quấy khóc Chị thử đề nghị nhất trì liên lạc với dì lô Con bé thân với dì lô Con bé sẽ nghe lời gì ấy Tiểu đàm Cực khổ cho em rồi Vì tổng giám đốc mà làm mọi chuyện Chị Dư nằm lấy bàn tay gầy gò ốm yếu của nhân tịnh đàm không ngừng đau lòng Phiên tòa mở ra lúc 9 giờ hôm sau Ngô Nhất Trì không cho bất cứ ai trong nhà họ ngôn đến Anh giờ họ lại nói những người không hay nhan tĩnh đàm không phản đối bạch lạc thanh mang cô đến phiên tòa cô chính là muốn anh ta tới phiên tòa có như vậy mới khiến anh ta không thể dùng cô uy hiếp ngô nhất trì nữa phiên tòa căng thẳng hai bên đều đưa ra ý kiến và bằng chứng nhưng nhan tĩnh đàm không muốn thắng bạch lạc thanh không thể ngờ ngô nhất trì có thể thắng phiên tòa lần này hạng mục kia bạch trung thiên chắc cũng đã giành được anh thấy ngô nhất trì và cả trợ lý dư đều ở phiên tòa Vậy thì chắc chắn ngôn thị không tham gia hạng mục Bạch Lạc Thanh nhìn ngô nhất trì Trong lòng cười đắc ý Kết thúc phiên tòa Thẩm phán tuyên bố Nhan tịnh đàm vì không có bằng chứng xác thực Vừa không có người làm chứng Cho nên nhan tịnh đàm thua phiên tòa Lúc ngô nhất trì và nhan tịnh đàm Đứng đối diện với nhau Ngô nhất trì sâu lắng nhìn nhan tịnh đàm Sắc mặt cô vẫn tá nhợt Mặc dù có dùng chút phấn trang điểm nhưng vẫn che giấu được vẻ mặt trắng bệch mệt mỏi của cô. Nhan Tĩnh Đàm đưa mắt chống đối với anh cười nhạt. Không hổ danh tổng giám đốc Ngô. Cô ép mình phải mạnh mẽ. Ngô Nhất Trì nhìn cô, bờ môi mở ra chậm chậm nói. Đứa nhỏ, xin lỗi. Không biết em mang thai. Nhan Tĩnh Đàm cười, cô biết anh không cố ý, cô biết anh sẽ tự trách. Nụ cười trên môi cô càng đậm, trầm chọc. Xin lỗi sao? Vậy thì cần pháp luật làm gì? Mà cũng phải. Đối với tổng dân bốc ngôn, thì pháp luật nhưng nằm ở trong tay anh. Cô ép mình phải tàn nhẫn như vậy. Ngô nhất trì mỉ môi không nói. Anh xoay người rời đi. Nhan tĩnh đàm dường như là chống đỡ không nổi. Trước mắt tôi sầm. Cô mất ý thức. Tĩnh đàm. Bạch Lạc Thanh ôm lấy thân thể nhẹ như lồng vũ của cô. Chị Dư đứng một góc nhìn, nước mắt lưng tròng. Câu nói nhan tĩnh đàm ngày đó khiến chị Dư hạ quyết tâm. Chị phải kiên trì như nhan tĩnh đàm mới khiến Bạch trung Thiên lộ diện. Chúng ta không sai, chẳng qua là không thích hợp. Tình yêu à? Lúc đó em không hiểu được. Lựa chọn của em là bảo vệ anh, cha của con gái em an toàn. Không phải do anh, mà là em phải tự gánh vác tương lai của mình. Em vẫn nhớ vòng ôm của anh Em sẽ đặt sâu vào tận đáy lòng Nếu như chúng ta có gặp lại Em sẽ mỉm cười cảm ơn anh Cảm ơn anh đã cho em biết tình yêu là gì Ngô Nhất Trì vội vàng về ngôn gia Vì liệu nhiên Anh mới vừa bước chân vào phòng khách Đã nghe thấy tiếng khóc lớn nước nở Của ngôn tư nhan Tức là liệu nhiên Các người là người xấu Các người bắt nạt mẹ Tôi không cần các người Tôi muốn mẹ Ngôn từ nhàn dạy dụa Mặc cho là bà ngôn hết sức sỗ ngọt Mặc cho ngôn tố dùng đồ chơi Con bé thích nhất con bé vẫn không cần Mặc cho là bác sĩ tâm lý Trẻ đẹp bên cạnh dỗ dành con bé Con bé cũng không mang để tâm Từ từ Là mẹ con không cần con Con cứ như vậy Cô sẽ không chơi với con Ngôn tố nhẫn lại kém Lớn tiếng nói Chị tố Lạc Lan Thủy muốn lên tiếng nước mắt thấy ngô nhất trì ngoài cửa nhất trì lạc lan thủy nhỏ giọng dịu dàng gọi lên một tiếng ngôn tố liền thoáng run rẩy không lẽ lời vừa rồi cô nói ngô nhất trì đều nghe sao sắc mặt ngô nhất trì lãnh đạm anh không để ý ai trần toàn dài bước đến chỗ ngôn tư nhan anh yêu thương ôn nhu nói liệu nhiên anh ôm con bé lên anh cũng rất hay gọi con bé như vậy ngôn tư nhan nước nở Xa lánh cái ôm của Ngô Nhất Trì Giọng trẻ con nước lên Ba là người xấu Ba làm mẹ đau Con không cần ba Từ từ ngoan Nghe lời gì Lạc Ba không phải là người xấu Lạc Lan Thủy dịu dàng dỗ dành con bé Cô chính là bác sĩ tâm lý Mà ngôn tố đề nghị Ngô Nhất Trì mời đến Đã hơn một tuần cô theo dõi Nhưng ngôn tư nhan Tâm lý con bé không như đứa trẻ cùng lứa tuổi Cô nghe từ ngôn tố đứa bé cứng đầu Ương bướng giống mẹ bé Nhàn tĩnh đàm Là người xấu Là người xấu hết Ngô tư nhan không muốn nghe Con bé hét lên không ngừng khóc nức Giọng khản đi Chị dư xót xa liền lên tiếng Tổng giám đốc Tôi nhớ trước kia Cô chủ nhỏ rất thân với người chăm sóc cô chủ nhỏ Khi ở cùng với cô nhan Hay là ngài thử đi tìm người đó thử đi Ngô nhất trì nhớ người phụ nữ kia từ khi anh đưa mẹ con nhân tĩnh đàm qua Mỹ Anh cũng quên người này Anh mở miệng mệt mỏi nói Được Chị Dư nhanh chóng cho người đi tìm dì lô Trong nửa tiếng kia Ngô Nhất Trì không ngừng ôm Ngô Tư Nhan Dù cho con bé dãy dỗ Anh vẫn không buồn con bé Dì lô rất nhanh liền đến, đến ngôn ra Dì lô vừa bước vào không ngừng nghe tiếng khóc quen thuộc Tìm dì lệch đi một nhịp Chân nhanh hơn chạy thẳng vào nghẹn ngào gọi liệu nhiên Ngôn tư nhan nghe tiếng gọi quen thuộc Con bé ngừng dậy ruộng trong lòng ngôn nhất trì Giọng bị khàn vì la hét khóc mấy ngày liền Bà gì Bà gì đưa con đi gặp mẹ đi Con bé hướng hai tay Tới dì lô muốn dì ấy ôm Dì lô lập tức đưa tay ôm lấy con bé Ngôn tư nhan hai tay ôm chặt Cổ dì lô không ngừng nói Muốn dì ấy đưa con bé đi gặp mẹ bé Ba năm sau Tại Mali Nhan Tĩnh Đàm còn đang chọn váy tại một cửa hàng, điện thoại vang lên, là số của Kiều Sở Ngạn, cô không nghe máy. Mắt đai là thủ đô của đảo Mali. Trời xanh nước biếc, ánh mắt trời ấm áp. Nhiệt độ trung bình năm duy trì 28 độ. Một năm trước có biết được tin tức của Ngô Nhất Trì thông qua Kiều Sở Ngạn. Anh là ông chủ của một khách sạn lớn tại đảo Mali này mà Nhan Tĩnh Đàm đang làm việc. Kiều Sở Ngạn cũng chính là Robert Bạn của Ngô Nhất Trì Từ miệng của Kiều Sở Ngạn Nhan Tĩnh Đàm biết Ngô Nhất Trì có bạn gái Cô tưởng là Diệp Thu Nhưng lại không phải Bạn gái của Ngô Nhất Trì là một người mẫu xinh đẹp Dịu dàng quyến rũ tên là Lạc Lan Thủy Tuổi so với Nhan Tĩnh Đàm không trinh lịch bao nhiêu 3 ba năm trước Sau khi phiên tòa kết thúc Nhan Tĩnh Đàm đã chống đỡ không nổi cơ thể mà ngất đi Đến khi cô tỉnh lại là hai tháng sau đó Người bên cạnh cô lúc đó là chị Dư Mà không phải là Bạch Lạc Thanh Từ chị Dư Nhàn tĩnh đàm biết Bạch Dung Thiên bị thất bại Trong hạng mục mật của Ngài An Nốt Mà nhàn tĩnh đàm làm bảng thiết kế trước đó Ông ta cũng bị bắt Vì tội mua chuộc chức quyền và buôn lậu Bạch Lạc Thanh phá sản Bạch Lạc Thanh không biết tin tức Cũng từ chị Dư Nhàn tĩnh đàm biết bé con của cô Mắc chứng bệnh trầm cảm Không cùng ai tiếp xúc Trầm mặc thở ơ bé con của cô có thể thân thiết với dì lâu nhan tĩnh đàm rất muốn đón bé con của cô đi nhưng tình trạng của cô lúc đó càng tệ hơn lúc mới ra tù toàn bộ tiền tiết kiệm cô đều chuyển cho chị hứa để cảm ơn chị ấy còn tiền của ngô nhất trì sau hai lần ly hôn cô đều dùng danh phận của anh mà quyên góp cho quỹ từ thiện và chạy trẻ mồ côi sau đó cô nén nút chị dư đến ngôn thị Điền âm thầm rời đi lúc đến mali Thấy khách sạn của Kiều sở Ngạn tuyển nhân viên Cô liền nộp đơn Nhưng cô không nghĩ ông chủ của khách sạn đó Lại là Robert, bạn của Ngô Nhất Trì Và sau đó Hôm nay nhân tĩnh đàn tiếp nhận một đoàn khách Ở thành phố Y Đến là đoàn phim Phải, cô chính là 3 năm trước Làm việc tại khách sạn của Robert Anh không những không xua đuổi cô Vì Ngô Nhất Trì Mà còn giữ cô lại làm nhân viên hướng dẫn du khách Cho khách sạn Ở đây cô có chỗ ở dành cho nhân viên đang tiếp nhận hồ sơ thông tin từ Lệ tân nhan tĩnh đàm đích thấy một cô gái phương đông xinh đẹp hiểu điệu dưới chiếc mũ rộng vành là khuôn mặt tuyệt thế khiến người ta nín thở váy trắng không hề lộ rõ vóc dáng nhưng vẫn lộ ra đường cong cô gái đang cười ngọt ngào nói chuyện điện thoại nhan tĩnh đảm biết cô gái kia là bạn gái của ngô nhất trì cũng chính là vị hôn thể hiện tại của anh Đạc lan thủy kiều sở ngạn đang đi đến Đức thấy nhân tĩnh đàm nhìn lạc nhân thủy ngây người Anh liền biến sắc Vội bước nhanh đến chỗ nhân tĩnh đàm Tĩnh đàm Robert chắn ngang tầm nhìn của nhân tĩnh đàm Nhân tĩnh đàm đưa mắt nhìn Robert Cô mỉm cười Tổng giám đốc Kiều Anh về rồi sao Robert gần đây nói là đi công tác Hiện tại đã hai tuần trôi qua Tôi biết hết sự thật rồi Robert bỗng trầm giọng lên tiếng Nhan tĩnh đàm có hiểu nhíu mày nhìn anh ý anh là gì Dù bớt biết nhân tĩnh đàm muốn đẩn tránh anh kéo tay cô đi khỏi sảnh khách sạn đi đến bãi biển không bóng người anh mới dừng lại xoay người nhìn nhân tĩnh đàm tôi và trợ lý dư đã nói chuyện năm đó sắc mặt nhân tĩnh đàm tái nhợt, nhưng rất nhanh cô liền bình tĩnh nhìn ra biển xa xa giọng như chuyện đã qua rồi không cần nhắc vậy anh tính đem mọi chuyện nói cho anh ấy biết sao robot dường như rất kích động lên tiếng Thịnh đảm Tôi không nghĩ một cô gái như cô lại hy sinh nhiều như vậy cho nhất chỉ Vậy cô có biết làm như vậy Cô đã nghĩ tới cô và cậu ấy sẽ không có kết quả hay không Nghĩ đến hiện tại Ngô nhất chỉ có lạc lan thủy Họ còn chuẩn bị kết hôn Mà nhân thịnh đàm vẫn âm thầm không muốn lên tiếng Nói lý do năm đó cho ngô nhất chỉ Nhân thịnh đàm cười chua xót Câu hỏi của dấu bớt giống câu hỏi của chị Dương năm đó Tôi đã từng có ý nghĩ như anh Muốn đem mọi chuyện nói ra Khi biết anh ấy có người phụ nữ khác Còn tôi vẫn như vậy mà chịu được Vậy tại sao cô không nói Nói thì chẳng có ích gì Nhưng hiện tại chẳng phải tốt sao Robert không nhịn được Đưa hai tay ra nằm lấy bà vai gầy yếu của cô Nhàn tĩnh đàm Cùng gốc như vậy sao Đem người đàn ông mà mình yêu Đẩy sang cho người khác Nhàn tĩnh đàm không nói lời nào Cô đã đi đến nước này đã không còn quay đầu lại được nữa. Tại thành phố Y, Diệp Thu đứng ngồi không yên khi nghe tin Ngô Nhất Trì và Lạc Lan Thủy chuẩn bị đính hôn. Sau đó họ liền cử hành hôn lễ. Cô không thể mất Ngô Nhất Trì được, nhất định không thể. Một nhan tĩnh đàm đã khiến cô và Ngô Nhất Trì không thể ở bên nhau. Vậy mà một Lạc Lan Thủy vừa mới xuất hiện liền muốn đoạt đàn ông với cô, không có cửa. Tại thành phố Y, tòa cao ốc ngôn thị, 3 năm trước, anh thành công khiến Bạch Dung Thiên lộ diện Dẫn dắt Bạch Dung Thiên và Bạch Lạc Thanh vào kế hoạch khiến trung viễn phá sản Bạch Dung Thiên bị bắt phán án tù trung thân Còn Bạch Lạc Thanh bạt vụ âm tín đến giờ vẫn không biết tin tức Năm đó nhiều hạng mục dò mò ở Saudi Và hạng mục lớn của ngài Arnold đã giúp ngôn thị lớn mạnh hơn Ngô nhất chỉ không ngờ ngài Arnold chủ động muốn hợp tác với anh Dự án tiến hành sau đó và mới hoàn thành một tháng trước Ngô Nhất Trì tổ chức tiệc ăn mừng ở Los Angeles. Lần đó cũng có Robert tham gia. Cũng từ miệng Robert anh biết, 3 năm qua Nhan Tĩnh đạm ở Mali làm việc tại khách sạn của Robert. Sau 3 năm, Ngô Nhất Trì cũng nghĩ khi nhắc đến cô anh sẽ không phiền muộn nữa, dù gì bên cạnh anh cũng đã có Lạc Lan Thủy. Thế nhưng khi nghe Robert không ngừng nói về cô, tim anh liền dao động, lòng anh lại phiền muộn. Cô tuyệt tình, lệnh lùng kiện anh ra tòa, lại vô tâm vào mặc điệu nhiên người phụ nữ như vậy có đáng để anh để tâm không ban đêm diệt lô ôm ngôn tư nhan ngồi trên ghế sofa chơi ghép hình ngôn tư nhan rất thông minh học một biết mười nhưng con bé vẫn luôn như vậy vô tâm hờ hững với những người xung quanh ngoại trừ diệt lô và ngôn nhất trì đối với ngôn nhất trì con bé nghĩ ba sẽ là người để con bé có thể gặp mẹ bé không bài xích hay xa lánh ngôn nhất trì nhưng ít thân thiết cùng anh Vì hiện tại bé vẫn chưa thấy mẹ đâu Trong tâm tư của ngôn tư nhan Luôn tồn tại hình ảnh của nhan tĩnh đàm Chưa bao giờ pha nhạt Con bé thậm chí nhớ rõ dáng dấp của nhan tĩnh đàm Phòng ngủ chính Ngôn nhất trì vừa lúc tắm rửa xong Đi ra từ phòng tắm Lạc Lan Thủy thân thiết cầm áo ngủ tới Cho ngôn nhất trì Sau đó tự tay khoác cho ngôn nhất trì Tối nay em không có việc gì ở lại cùng anh được không ngô nhất trì ngồi trên mép giường nằm tay lạc lan thủy gật đầu được lạc lan thủy ngồi bên cạnh anh tựa đầu vào cổ ngô nhất trì có chút phiền não nói vừa rồi bác gái có hỏi em có muốn cùng anh sinh một đứa nhỏ hay không ngô nhất trì quay mặt sang nhìn lạc lan thủy bình tĩnh hỏi em trả lời như thế nào lạc lan thủy nói cặn kẽ Em nói Hai chúng ta đều không muốn có đứa nhỏ nữa Một mình tư tư là đủ rồi Ngô nhất trì nhích nhẹ khóe môi cười Em thực sự nghĩ như vậy sao Chuyện không muốn sinh con Anh đã từng đề cập qua với cô Nhưng anh không nghĩ cô lập tức đáp ứng Mà không cần thời gian suy nghĩ Ba năm qua Điệu nhiên vẫn không thân thiết cùng ai Ngoại trừ gì lô Đối với người làm cha như anh anh thậm chí cảm nhận được con bé không còn tân thiết vui vẻ như năm đó ở Mỹ. Anh biết con bé chỉ là gọi anh một tiếng ba, nhưng là luôn có thành kiến với anh. Lạc Lan Thủy thật tâm chăm sóc cho Liễu Nhiên, nhưng con bé ngay cả nhìn cô còn không thèm liếc mắt, mang danh là bác sĩ tâm lý, nhưng đối với bé dường như là cô vô lực. Đang lúc hai người nói chuyện thì tiếng khóc của Liễu Nhiên vang lên, dì lâu vì có việc nên mới để Lạc Lan Thủy dỗ con bé ngủ. Không nghĩ chỉ một lúc con bé lại quấy khóc Ngô Nhất Trì và Lạc Lan Thủy Vội chạy đến phòng của Liệu Nhiên Lạc Lan Thủy ôm con bé Dỗ dành Từ thư, con làm sao vậy Gặp ác mộng sao Ngô Tư Nhan dãy ruộng trong ngực Lạc Lan Thủy Không ngừng hét lên Bà là người xấu Bà không cho ba để tôi gặp mẹ Bà là người xấu Lạc Lan Thủy biến sắc Ngô Nhất Trì nên đón lấy con bé Từ trong lòng Lạc Lan Thủy Anh hôn lên má bé nhỏ giọng nói liệu nhiên ngoan dì Lạc sao có thể không để ba cho con gặp mẹ anh đưa mắt nhìn lạc lan thủy muốn cô cho anh một lời giải thích anh biết điệu nhiên sẽ không quấy khóc như vậy lạc lan thủy bị ngô nhất trì nhìn đến đều trột dạ nhỏ giọng nói em không phải cố ý chắc là vì vừa nãy tư tư nghe em và bác gái nói chuyện con bé hiểu lầm ý nói của em thì phải ngô nhất trì nhíu mày không vui dì lô đâu rồi ờ uh... Khi nãy dì anh nói có việc Nhờ em dỗ từ từ cho nên Lạc Lan Thủy dụ mắt nhỏ giọng nói Bộ dạng đáng thương khiến ai nhìn vào Đều cảm thấy đau lòng Tôi muốn một lời giải thích Ngô Nhất Trì lạnh giọng nói Sau đó ôm niệm nhiên ra ngoài Anh đến phòng ngủ chính tìm di động gọi cho dì lô Nhưng tín hiệu không có Niệu nhiên khóc càng lớn Sau đó thì sốt cao Dù cho Lạc Lan Thủy có cho bé uống thuốc hạ sốt Nhưng vẫn không có kết quả Ngô Nhất Trì ôm con bé đến bệnh viện Gương mặt điển trai của Ngô Nhất Trì âm u Anh đưa mắt nhìn Lạc Lan Thùy và bà Ngôn Giọng lạnh như băng tuyết ngàn năm Ngoài chuyện hai người nói Còn có chuyện gì nhắc đến nhan tĩnh đàm mà khiến nữ nhiên nghe Dì lô ba năm nay đều luôn túc trực bên cạnh con bé Vì sao đêm nay lại rời đi Bà Ngôn bị khí sắc của con trai làm cho run sợ Trước giờ tình cảm mẹ con bà và Ngô Nhất Trì vốn đã lạnh nhạt nếu lỡ như Liễu Nhiên có chuyện gì thì bà càng khiến con trai bà săn lánh bà. Lạc Lan Thủy thấy bà ngôn do dự, liền mở miệng thổ nhận. Nhất trì là lỗi do em sâu ý, không liên quan đến bác gái. Ngôn Nhất trì đưa mắt âm u nhìn Lạc Lan Thủy. Cô cho rằng mình là ai? Hả? Bà ngôn như bị kích thích lên tiếng. Nhất trì bà nằm qua Lan Thủy không ngừng vì con bà hy sinh, lại không ngừng cam chịu về sự thờ ơ lệnh lùng của tư tư. Nó còn không từ bỏ là vì con Con còn trách nó sao Con xem Từ từ càng lớn chẳng phải càng giống nhà tĩnh đảm sao Chính mẹ nói không để con cho từ từ gặp cô ta Cũng chính mẹ cho người đưa gì lô đi Ngô Nhất Trì cười lạnh Sắc mặt âm u lạnh lẽo. <laughs> xem ra Tôi quá để mặt mẹ rồi Cho nên ngay cả cháu nội ruột thịt của mình Mà mẹ còn tổn thương Bà Ngô Nhất thời cả kinh Líu lưỡi Hối hận đã không còn kịp Nhất trì mẹ Đưa họ rời khỏi đây Ngô nhất trì không để hai người họ lên tiếng Hạ lệnh cho hộ vệ phía sau Hộ vệ lập tức không dám chậm trễ Đưa bà Ngôn và Lạc Lan Thủy rời khỏi phòng bệnh Ngô nhất trì mệt mỏi Dựa lưng vào ghế sofa trong phòng bệnh Điện thoại vang lên Anh sợ làm liễu nhiên thức sức để nghe máy Bên tai vang vọng tiếng nói của Diệp Thu Nhất trì Anh đừng tắt máy Em là có chuyện muốn nói cho anh biết Em Em vốn không muốn nói Bởi vì em luôn ích kỷ mà muốn dành tình thương yêu của anh cả đời Bên tai vang vọng tiếng nói của Diệp Thu Nhất chỉ Anh đừng tắt máy Em là có chuyện muốn nói cho anh biết Em Em vốn không muốn nói Bởi vì em luôn ích kỷ mà muốn dành tình thương yêu của anh cả đời Nhưng mà nhìn anh và Lạc Lan Thủy Sắp bước vào nhà thờ làm lễ Em không chịu được cắn rứt lương tâm Em nghĩ nếu như ba năm trước em không một bực phá hư chuyện của anh và tĩnh đàm Thì anh đã sớm cùng với cô ấy hạnh phúc Là em đã hợp tác cùng với Bạch Lạc Thanh Đem chuyện của Ngu Tự Uyên nói với tĩnh đàm Cho nên mới khiến cô ấy vì vậy mà kiện anh ra tòa Còn có Thực sự năm đó ở trại trẻ mồ côi Người cứu anh không phải là em Mà là nhan tĩnh đàm Đến cuối cùng Ngôn nhất trì không nghe được thanh âm gì từ điện thoại nữa chị dư nhận điện thoại của ngô nhất trì liền vội vã đến bệnh viện chị thấy sắc mặt ngô nhất trì không tốt nghĩa là có chuyện không vui chị dò hỏi tổng giám đốc vì sao cô chủ nhỏ lại vào đây ngô nhất trì mở mắt đôi mắt đen náy của anh hẳn lên tia máu khiến chị dư có chút hốt hoảng không yên anh chậm chậm mở miệng nữ nhiên sốt không hạ liên tục đòi gặp mẹ chị dư vốn đã quen với câu chuyện này Ba năm nay Ngôn Tư Nhan luôn muốn đòi gặp Nhan Tĩnh Đàm, nhưng Ngôn Nhất Trì một mực không để con bé gặp. Nhiều lúc chị Dư nhịn không được muốn nói ra sự thật, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Trong vòng nửa tiếng Tôi muốn tất cả thông tin về Nhan Tĩnh Đàm trong ba năm qua. Ngôn Nhất Trì nhìn chị Dư chậm chậm ra lệnh. Chị Dư bỗng chốc kinh ngạc, nhưng chuyện này vốn dĩ sẽ không giấu được mãi mãi. Hố ngủ bây giờ Ngôn Nhất Trì đã lệnh cho chị điều tra. Chị hít thật sâu mở miệng Thật xin lỗi Tổng Giám Đốc Tôi đã che giấu sự thật suốt 3 năm Ngô Nhất Trì sâu kín nhìn chị Dư Anh không nghĩ người mà anh luôn tin tưởng 3 năm qua Lại có chuyện giấu anh Chị che giấu tôi không ít nhỉ Anh cười lạnh Phải Vì tin tưởng nên anh không tra Đến khi anh muốn tìm hiểu Thì thời gian đã qua 3 năm Chị Dư thành thật lên tiếng Tổng Giám Đốc vì là tương lai của cả ngôn thi cho nên tôi nhất thời mới nghe theo cô nhan nói đi chuyện gì chị phải thành thật nói hết cho tôi dù là một chi tiết nhỏ cũng phải nói anh lạnh nhạt gàn từng chữ chị dư gật đầu nếu nói thì phải bắt đầu từ lúc cô nhan đem cô chủ nhỏ đến biệt thự lần đó sau khi cô nhan biết độc mình bị diệp thu gài bẫy cũng đã đoán được chuyện ai là người mua chuộc phạm nhân đánh đập cô nhan đến mức sẽ mất mạng ở trong tù. Tôi không biết cô nhan có quan hệ cùng người nào có thể biết mọi chuyện của ngôn thị và trung viễn. Tôi càng không biết cô nhan là người thiết kế bảng dự án kế hoạch hạng mục của ngài Anot. Ngài Anot có lẽ không biết chuyện của cô nhan và ngài, cho nên mới tiết lộ chuyện hạng mục lớn bảo mật của ngài ấy. Cô nhan biết Bạch Dung Thiên sẽ dùng mọi giá để có được hạng mục của ngài Anot, cho nên đã đưa bảng thiết kế cho tôi cô ấy còn biết ngài anos sẽ công bố hạng mục sau khi phiên tòa ly hôn của ngài và cô nhan ba năm trước kết thúc ngôn nhất trì dường như là đã đoán được anh mở miệng bằng thiết kế là của cô ấy đưa cho chị không phải của cả phòng dự án kế hoạch chị dư thành thật phải sau này tôi âm thầm điều tra mới biết hóa ra là cô nhan không phải tốt nghiệp tại trường ở mỹ không mà là cô ấy còn đạt được bằng thiết kế dự án kế hoạch tại singapore cái bằng của cô ấy còn có giá trị thị trường hơn cả của tôi Ngôn Nhất chỉ cười nhẹ Anh không nói mà đợi chị Dương nói tiếp Chuyện ngài lên kế hoạch đã khiến Bạch Dung Thiên trúng bẫy Và hạng mục kia đã giúp ngôn thị lớn mạnh hơn Tổng giám đốc Cô Nhan không muốn kiện ngài Nhưng vì sự an toàn của cô chủ nhỏ Cô ấy bắt buộc phải làm như vậy Lần trước cô chủ nhỏ bị bắt cóc Từ đó cô Nhan đã lên kế hoạch Khiến Bạch Dung Thiên và Bạch Lạc Thanh lơ là cảnh giác Họ nghĩ tổng giám đốc sẽ vì chuyện của cô nhan năm đó Kiện ngài lên tòa sẽ không tham gia một mục của ngài Anot Cô nhan biết hai cha con nhạo bạch kia sẽ không còn quan tâm đến chuyện của cô ấy nữa Và cô nhan muốn thua trong vụ kiện đó Nên mới cố tình bỏ đi cái quan trọng trong lần thu thập chứng cứ về ngô tự uyển Chị Dư tiếp tục nói Vậy vì sao cô ấy không đón điệu nhiên đi Còn là mạng của cô ấy Ngô Nhất Trì lộ rõ vẻ chán nản hỏi Chị Dư lúc này nhớ lại, lúc chị thấy nhan tĩnh đàm ngất sau phiên tòa, liền âm thầm cho người theo dõi. Bạch lạc thanh vì chuyện Bạch Trung Thiên bị bắt, cho nên cũng bật phụ âm tín. Chị đã mời y tá chăm sóc nhan tĩnh đàm trong suốt hai tháng cô hôn mê sâu. Chị Dư nghẹn ngào nói. Vì lúc ấy, sau khi phiên tòa kết thúc, vì giày tai mà sức khỏe không được tốt, tinh thần dường như là muốn cùng đứa trẻ ở cùng một thế giới riêng, cho nên cô nhan hôn mê sâu hai tháng. Tôi không ngừng đến trò chuyện cùng với cô ấy Biết cô chủ nhỏ có chuyện Dường như đã thức tình được cô ấy Nhưng vì sự xuất hiện của cô Lạc Cho nên cô ấy không đến tìm cô chủ nhỏ Còn có Số tiền sau ai lần ngài chuyển khoản Cô Nhan đều dùng danh nghĩa của ngài Quyên góp cho quỹ từ thiện Và chạy trẻ mồ côi Số tiền cô ấy nhận được từ việc thiết kế hạng mục Cô ấy gửi một nửa vào trại giam nữ Còn gửi một nửa kia là gửi cho hứa hân hy trưởng cai quản trại giam năm đó đã cưu mang hai mẹ con cô nhạt nghe xong mọi chuyện ngô nhất trì trầm mặc rất lâu đến khi nghe tiếng khóc lớn của liệu nhiên ở trong phòng bệnh mới kéo anh về hiện thực ngô nhất trì nhanh chóng bước vào phòng bệnh trong phòng bệnh ngôn tư nhan không hợp tác với bác sĩ con bé hất tung thuốc mà bác sĩ kê cho con bé ngô nhất trì ra lệnh cho tất cả các bác sĩ và y tá ra ngoài anh ngồi trên mép giường nhìn ngôn tư nhan Anh kiên nhẫn mà không hề tức giận nói Con có muốn gặp mẹ không? Ngôn tư nhan nghe ba bé nói như vậy Liền nín khóc ngừng mặt Đôi mắt to tròn ngập nước nhìn ngôn nhất trì Nhưng anh có thể nhìn ra nét vui mừng của con bé Đây là lần đầu tiên anh thấy con bé vui mừng trong 3 năm qua Ngôn nhất trì ôm con bé Nhẹ nhàng nói Con ngon ngoạn uống thuốc Bà sẽ đưa con đi gặp mẹ Ngôn tư nhan được anh ôm lại nghe anh nói như vậy Con bé liền ngoan ngoãn gật đầu Sau đó bác sĩ đo thân nhiệt cho con bé uống thuốc Con bé đều ngoan ngoãn hợp tác Chuẩn bị phi cơ Chúng ta đến Mali Ngô nhất chỉ nhìn sang thuộc hạ thân cận của anh Là Cảnh Nghiêu ra lệnh Vâng, Tổng Giám Đốc Cảnh Nghiêu cung kính nghe lệnh liền rời đi Chị Dư tiến đến Giọng trước nay cung kính nói Tổng Giám Đốc Dì Lô không sao dì ấy đang ở trại trẻ mồ côi tâm phúc dì lô rất lo cho cô chủ nhỏ ngô nhất trì gật đầu thời gian tới Ngôn thị ở đây giao cho chị vâng chị dư biết quyết định của ngô nhất trì cho nên không mở miệng hỏi em có biết không ba năm nay tôi đã từng nghĩ nếu như gặp lại nhau em có còn oán trách tôi hay không hay là giống như bạn bè cũ bình thường hay em vẫn sẽ hận tôi như trước đây Thật ra trước đây đôi lúc Tôi lại ngây thơ đến thế Mali ban đêm Nhàn tĩnh đàm ngồi tựa đầu vào đầu giường Trong đầu luôn nghĩ đến những bài báo về anh và người phụ nữ khác Trong hình ảnh Lạc Lan Thủy cười ngọt ngào hạnh phúc Giống cô hơn 5 năm trước Tự tin khoác cánh tay anh Anh vẫn như vậy Tuấn giật, điển trai, trên người anh luôn toát lên khí chất cao quý Sức hút của anh đối với phụ nữ xung quanh anh không bao giờ giảm Lần đầu cô từ thích rồi đến yêu đương sâu sắc một người đàn ông Cô trao hết toàn bộ cho anh trái tim lẫn thân mình Mỗi tối lúc vùi mình vào trong ngực anh Cô đã luôn cảm kích ông trời đối với cô thật tốt Nhờ kết quả là từ lúc bắt đầu tiếp cận cô Anh đã lên kế hoạch đưa cô vào tù Anh vì luôn là người giữ lời muốn lấy Diệp Thu lúc còn bé anh có thể vì muốn trả ơn ân nhân của mình Mà hãm hại một người con gái Mang tất cả yêu thương dành cho anh Nhan tĩnh đàm từng ngây thơ nghĩ Nếu cô nói cho em biết Cô chính là người cứu anh năm đó Ở trại trẻ mồ côi Mà không phải là Diệp Thu Thì liệu anh có tin không Anh từng nói cô không đáng tin nữa Liệu anh cũng có thể vì trả ơn ân nhân Cứu mình năm đó với cô Như anh đối với Diệp Thu hay không Chị hứa có từng hỏi cô Liệu cô làm tất cả vì anh như vậy Không để cho anh biết Có đáng hay không Phải cô đã từng nghĩ như thế Nhưng khi cô biết thông tin từ chị hứa Nói về ân oán của Bạch Dung Thiên và Ngôn Kỳ Tân Cô liền nghĩ biện pháp Để anh chán ghét cô Xa lánh cô Thậm chí là hận cô Chỉ có là như vậy Mới khiến Bạch Dung Thiên và Bạch Lạc Thanh Không dùng cô để uy hiếp anh được Cô không muốn vì ân oán năm đó của mẹ ruột cô mà ảnh hưởng đến anh suy cho cùng cũng là lỗi do bà ấy nghe theo bạch dung thiên quyến rũ ba anh mới khiến cho ba mẹ anh luôn tranh cãi mới khiến cho tình cảm mẹ con giữa anh và bà ngôn luôn có khoảng cách cô không để bụng chuyện bà ngôn không thích cô vì cô chính là con gái của người phụ nữ phá hoại hạnh phúc gia đình bà ba năm trước khi cô biết mình mất đứa nhỏ cô đã nghĩ sẽ đi theo nó mãi mãi tránh xa thế giới của anh nhưng ý thức cô nghe bé con cô có chuyện Cô mới quay lại Nhưng như vậy thì đã sao Vì bên cạnh anh đã nhanh xuất hiện Một người phụ nữ xinh đẹp Bé con cô vì có gì lô Nên không còn quấy khóc nữa Ít ra bé con theo anh sẽ có một cuộc sống Tốt hơn là đi theo cô Con bé ít ra sẽ được an toàn hơn Thời điểm Lạc Lan Thùy Đến công ty tìm ngôn nhất trì Thì gặp chị Dư Trợ lý Dư Tôi đến tìm nhất trì chị dư nhìn lạc lan thủy chị không biết như thế nào nhưng người phụ nữ này khiến chị luôn có cảm giác phải đề phòng một bác sĩ tâm lý sẽ hiểu được tâm tư của bệnh nhân chị nhàn nhạt mở miệng lạc tiểu thư tổng giám đốc không có ở công ty lạc lan thủy biết chị dư xưa nay luôn đề phòng cô cô còn biết chị rất tốt với nhan tĩnh đàm vợ trước của ngô nhất trì là một bác sĩ tâm lý cô hiểu chị dư nghĩ gì nhưng cô thất bại vì không nắm được tâm tư của chị dư ngay cả đứa bé ngôn tư nhan kia cô còn không thể lay truyền được tâm tư của nó lạc lan thủy đã từng tìm hiểu tại sao tâm lý của một đứa trẻ như ngôn tư nhan lại cứng rắn như vậy sau đó thì cô mới biết ngôn tư nhan được sinh ra là nuôi dưỡng ở trong trại giam con bé từ nhỏ đã tiếp xúc với đủ loại người trong trại giam cho nên tâm lý và tâm tư sâu kín một phần có thể vì con bé thừa hưởng từ ba mẹ Tại khách sạn Jarit, nữ nhân viên kích động chạy vào khách sạn, khuôn mặt như mang theo nụ cười hào sắc nói. Ông chủ, ông chủ, tổng giám đốc ngôn ông ấy đến đây. Đang cùng với nhan tĩnh đàm tương nghị công việc của khách sạn. Từ lúc từ miệng chị Dư biết, nhan tĩnh đàm là người thiết kế dự án kế hoạch của ngài Arnold. Robert nền mặt ra đi tìm nhan tĩnh đàm. Như vậy mà khách sạn anh được nhiều nhà đầu tư để ý muốn hợp tác làm một khách sạn lớn hơn. Nhân Tĩnh Đàm khi nghe cô nhân viên nói như vậy, ban đầu thì có chút chấn động, nhưng cô rất nhanh trở lại bình thường. Vì Robert với Ngô Nhất Trì là bạn bè lâu năm, anh đến đây cũng là bình thường, hoặc có thể là vì đưa vị hôn thê đến đây tham quan. Ngay lúc cô liếc thấy anh, anh vẫn trong bộ tây trang màu đen, khí chất cao quý. Ý thức của Nhân Tĩnh Đàm dường như là muốn chạy trốn, nhưng chân lại đi không được, cứ giống như bị keo dán chặt dưới sàn nhà. Cô đành theo lễ nghĩa mà mở miệng chào anh Tổng giám đốc ngô Ngô nhất trì nhìn sang Kiều Sở Ngạn Không đợi anh lên tiếng Kiều Sở Ngạn liền nói Hôm nay cậu rảnh rỗ đến thăm tôi vậy sao Nhân viên của tôi hôm nay rảnh rất nhiều Cậu muốn đưa người nào đi cũng được Nhan tĩnh đàm cúi đầu nhìn vào bảng dự án Không tham gia câu chuyện của hai người đàn ông Ngô nhất trì đưa mắt nhìn sang nhan tĩnh đàm Kiều sờ ngạn liền kích động ngăn cản Em gái tiểu đàm thì cậu không được mang đi Nhan tĩnh đàm lập tức ngừng đầu Không vui nhìn Kiều Sở ngạn Sao lại kéo cô vào Ngô nhất trì lạnh nhạt hỏi Tại sao Em gái tiểu đàm đang thiết kế dự án cho tôi Cho nên không dành để tiếp cậu Kiều sờ ngạn hất mặt thách thức Ngô nhất trì Nhan tĩnh đàm liền đưa mắt đề phòng Ngô nhất trì Thấy ánh mắt đề phòng của cô Anh nói Đi theo tôi Dĩ nhiên là có chết cô cũng không đi Cô lạnh nhạt nói Kiều Tổng Tôi đến gặp bộ phận kế hoạch bàn giao Ánh mắt ngô nhất trì nghiêm túc lạnh lẽo Môi mỏng trực tiếp mấp máy Em đi bây giờ Hay là đợi lát nữa tôi dẫn em đi Nhớ lại lần nào anh cũng bá đạo Vừa kéo vừa ôm Nhàn tĩnh đàm tức giận trường mắt Xoay người Ngô nhất trì theo sau cô Nhan tĩnh đàm đi đến bờ biển thì dừng lại Ngô Nhất Trì bước lên trước cô vài bước Anh đưa lưng về phía cô Một tay chọc vào túi quần Ánh mắt nhìn về mặt biển cuồn cuộn Mênh mông xanh thầm ở phía trước Hờ hững nói Em không nên giấu tôi nhiều chuyện như vậy Nhan tĩnh đàm bình tĩnh nói Tôi không giấu anh điều gì cả Anh vẫn nhìn thẳng phía trước Rất lâu không nói thành lời Dường như ở tận đáy lòng đang suy ngẫm Cô thấy anh hồi lâu không nói gì Không nhẫn lại nói Ngôn Tổng, tôi còn có việc Nếu như anh không nói gì nữa Thì tôi xin phép rời đi trước Nhan tĩnh đàm vừa xoay người đang muốn rời đi Ngôn nhất trì đột nhiên túm lấy cổ tay cô Bá đạo nhưng lại dịu dàng Kéo cô vào trong ngực mình Anh cắn răng nói Gọi tôi ngôn tổng Em thực sự vui sao Đã quen cá tính tâm tình bất định của anh Nhưng cô lại e ngại cùng anh một chỗ Cô chống ngực anh lấy sức đẩy anh ra, nhưng anh lại giống như bức tường cứng, Đầy mãi không nhúc nhích. Cô tức giận hét lên. Ngô Nhất Trì, anh điên đủ chưa? Trong ấn tượng của tôi, anh không phải như vậy. Ngô Nhất Trì túm lấy hai tay không an phận của cô, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào đáy mắt của nhà tĩnh đàm, khóe môi cong lên, lạnh lùng nói. Vậy tính cách của tôi thế nào? Nhan tĩnh đàm tức giận nguyết anh Tôi không muốn nhiều lời với anh Ngô Nhất Trì không vui nhíu mày Nghiêm túc lạnh lùng nói Như có một số việc em phải giải thích rõ ràng với tôi Nhan tĩnh đàm nhìn anh Cô biết anh đã biết mọi chuyện Cô không trốn tránh Bình tĩnh nói Anh muốn tôi nói gì Chuyện tôi kiện anh lên tòa Chuyện bảng thiết kế dự án Anot? Hay là chuyện lúc nhỏ cô như Việt Ngô Nhất Trì không ngờ cô sẽ thẳng thắn như vậy Anh nhớ lúc trước cô là cô gái lương thiện nhút nhát Ngô Nhất Trì ôm chặt cô, đầu anh tựa vào họng vai của nhàn tĩnh đàm. Anh hôn lên tóc vướng ngay cổ cô, trong lòng phiền muộn, hận không thể tự tay giết chết chính mình. Nhàn tĩnh đàm bị anh ôm dịu dàng như vậy, những ký ức ngọt ngào cô tưởng chừng mình sớm đã quên lại quay về. Cô ớt đứt khóc nước lên. Ngô Nhất Trì Tại sao trong 3 năm anh không tìm hiểu mọi chuyện đi? Tại sao anh không tin tôi? Tại sao anh lại là người tôi cứu lúc còn nhỏ? Tại sao anh bỏ mặc sự sống chết của tôi trong hai tháng sau phiên tòa? Tại sao anh có người phụ nữ khác ở bên cạnh, vui vẻ hạnh phúc? Còn tôi, tôi tại sao không quên được anh? Ngay lúc này, anh cúi thấp đầu chiếm lấy đôi môi cô, đôi tay vòng chắc eo cô. Cô mang theo tiếng khóc nước nở cùng với sự chống cự, tất cả bị ép nước vào trong bụng. Anh hôn mạnh mẽ và mãnh liệt, nghiễm nhiên còn kèm theo dục vọng chiếm hữu, thành tạo cậy mờ hàm răng cô khép chặt bức cô mặc sức dây dưa cùng anh. Có thể vì anh bị ép mà thân thể cô không đứng vững mà ngã ra phía sau. Anh nhanh chóng kéo cô. Vì vậy mà cả hai cùng ngã xuống nền cát biển. Sóng biển đầy vào khiến cả hai đều bị ướt. Anh lại lần nữa nghiêng đầu phủ lên bờ môi căng mọng của cô. Không cho cô một phút giây nào để kháng cự. Hai thân thể hòa cùng nhau, ôm hôn thắm thiết trên bãi biển. Ngô Nhất chỉ chuyên tâm đặt mọi tình cảm vào nụ hôn. Đến khi nghe tiếng cô rên khó chịu Mới biết tay cô bị vỏ sò Cắt làm bị thương Vì khi nãy ngã xuống Tay cô vì ma sát xuống nền cát Bị vỏ sò cắt bị thương Ngô nhất trì lập tức đứng lên Đưa tay đỡ cô đứng lên Anh cẩn thận xem vết thương của cô Anh đưa em đi rửa vết thương Nhan tĩnh đàm rút tay lại Cô không muốn dính lưu đến anh huống hồ anh hiện giờ là người đã có vị hôn thê Ngô nhất trì biết cô còn đang giận anh mở miệng chậm chậm nói ngay cả gặp liệu nhiên em cũng không muốn gặp con bé sao nhan tĩnh đàm kinh ngạc ngừng đầu nhìn anh trong mắt lộ vẻ vui mừng rất giống với liệu nhiên khi nghe anh muốn đưa con bé đi gặp mẹ nhan tĩnh đàm thăm dò anh thực sự để tôi gặp con bé sao ngô nhất chỉ thấy cô kích động mong chờ nhẹ gật đầu em là mẹ của liệu nhiên tại sao anh không để em gặp con bé Nhan tĩnh đàm nở nụ cười hạnh phúc Cảm ơn Vậy khi nào anh về thành phố Y Tôi đi xin phép tổng giám đốc Kiều Đã lâu Ngô Nhất Trì mới thấy lại nụ cười hạnh phúc của cô Trong lòng anh bỗng chốc dâng lên một cảm xúc vui sướng khó nói Anh nhẹ nhàng nói Anh đưa Liệu Nhiên đến đây Sau đó Nhan tĩnh đàm được Ngô Nhất Trì khoác lên người áo vét của anh Tay anh nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô hướng phòng nghỉ dành cho nhân viên. Đầy căn phòng mà Robert cho cô ở lúc cô mới đến Mali. Suốt 3 năm nhân tĩnh đàm đều ở căn phòng này. Ngô Nhất Trì đợi cô thay đồ xong liền đưa cô đi gặp Liễu Nhiên. Vì thân thể Liễu Nhiên còn sốt, anh để con bé ở lại bệnh viện. Tại bệnh viện, trước cửa phòng bệnh lớn, Cảnh yêu đang nghiêm túc đứng ngoài cửa phòng trông chừng. Bên trong các bác sĩ y tá đang cố gắng dỗ ngôn tư nhan uống thuốc. Mẹ, tôi muốn mẹ Tiếng khóc kèm theo tiếng hét lớn của ngôn tư nhan Khiến nhan tĩnh đàm vừa bước chân lại gần nghe được Tim cô như ngàn mũi dao đâm thùng Lòng nặng nề Cả thân mình đau theo tiếng khóc của con bé Ngô nhất trì vẫn luôn nắm tay cô không buông Thấy khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy nước mắt Anh đau lòng đưa tay giúp cô lau đi Giọng anh trầm trọng vang lên Ba năm nay con bé vẫn luôn như vậy Mặc dù có gì lô ở bên cạnh nhưng mỗi lần ốm Con bé đều muốn đi tìm em Ngô nhất chỉ rút lời Đã thấy nhan tĩnh đàm chạy nhanh vào phòng bệnh Cô nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé của liệu nhiên Trên chiếc giường bệnh màu trắng Bé con của cô đã lớn Bé con cô càng xinh đẹp đáng yêu Cô kiềm không được lòng Khó khăn mở miệng gọi Bé con Ngôn tư nhan nghe giọng nói quen thuộc Trong trí nhớ của bé Bé nhìn ra cửa Bé chỉ thấy người phụ nữ xinh đẹp tóc ngắn khuôn mặt xinh đẹp không khác người mẹ trong trí nhớ của bé. Liễu Nhiên lập tức leo xuống giường chạy tật nhanh đến chỗ nhàn Tĩnh Đàm. Nhàn Tĩnh Đàm ngồi xồm đón lấy thân thể béo bỏng của con gái, ôm chặt, tiếng khóc kiềm nén rốt cuộc vì con gái mà khóc lớn tiếng. Bé con của mẹ. Ngôn Tư nhàn khóc nức, hai tay ôm chặt cổ nhàn Tĩnh Đàm, hai chân dùng sức đu lên người cô giống lúc nhỏ, miệng luôn miệng nói: "Mẹ, mẹ, mẹ, mẹ về rồi." mẹ đừng bỏ liễu nhiên, liễu nhiên nhớ mẹ, liễu nhiên đau. một màn này khiến người nhìn cảm động khóc theo. ngô nhất trì đau lòng đứng một bên nhìn, lòng anh càng đau hơn ngàn lần. nửa tiếng sau, ngô tư nhan bám chặt trên người nhan tĩnh đàm không chịu xuống, cũng không chịu buông tay. bé sợ mẹ lại bỏ đi, cho nên sống chết bám lấy nhan tĩnh đàm. nhan tĩnh đàm cũng không buông bé con ra, cô dỗ con bé uống thuốc, bé liền ngoan ngoãn uống. Cô dỗ bé ăn cơm Bé liền vui vẻ ăn hết phần cơm dành cho trẻ em Ngoan đến mức khiến người khác phải đau lòng Đây cũng là lần đầu tiên Ngôn nhất trì thấy liệu nhiên Ngoan ngoãn và nghe lời như vậy Cũng là lần đầu thấy con gái Ăn hết một phần cơm Mà bình thường dì lô cho bé ăn Bé ăn cũng rất ít Chính vì vậy sức khỏe mới không được tốt Nếu như anh sớm điều tra về cô Thì có lẽ sẽ không phải là 3 năm sau Dỗ được ngôn tư nhân ngủ nhan tĩnh đàm nhẹ nhàng đặt bé xuống giường giống như tâm tình bất an bé con lại nức nở không buông nhan tĩnh đàm ra cô nhìn sang ngôn nhất trì nhỏ giọng nói hay anh để tôi mang con bé về chỗ tôi được không tôi không nỡ để con bé ở lại ngôn nhất trì đưa mắt nhìn cô giọng thản nhiên nói anh đã đặt khách sạn phòng chỗ ở robert anh và em cùng chăm sóc liễu nhiên phòng của em quá nhỏ không tiện Nhan tĩnh đảm bất an, cô không muốn chung đụng cùng anh, lỡ để ai phát hiện lại truyền tới tai vị hôn thê của anh thì lại phiền. Cô từ chối. Anh cứ ở trong phòng của anh. Tôi cùng liệu như ở phòng tôi, cô không tính là nhỏ. Ngô nhất trì dĩ nhiên không đồng ý. Anh thẳng thừng tuyên bố em không được lựa chọn. Nếu không anh liền cho người phá căn phòng kia. Anh báo đạo kiên quyết như vậy, Nhan tĩnh đảm không phải chưa thấy cô tức giận trừng mắt nhìn anh cuối cùng vì không muốn gây phiền phức nhàn tĩnh đàm liền phải đi theo ngô nhất trì lên phòng tổng thống mà robert luôn để dành riêng cho ngô nhất trì